Trong trường hợp vàng nhất mà nếu mà không có thì các vị làm ơn báo cho biết trước. Và nó cũng có một chuyện nữa là cái số người nghe trong rung mình càng lúc nó càng ít dần. Bởi vì như hôm trước chúng tôi có nói trước, đó là cái rung mình không phải là cái từng bài kinh đó, nó được trình bày không có theo cái cách mà một cái bài giảng như ở các rung khác, mà đây nó có vẻ là một bài học nhiều hơn. Thì những vị mà có cái ý mà chỉ ngồi nghe cho vui thôi đó, thì cái cách trình bày thì như là của chúng tôi ở trong room này đó khó mà hợp với các vị nha. Nhưng mà cũng có thể đó là cái duyên, cũng là cái duyên, có cái duyên mở và cũng có cái duyên đóng để chúng tôi có thể làm được việc khác. Đó cũng là một cái một thứ thượng duyên khác, tùy mình thôi. Nó cũng là bài học hay, có nghĩa là ở đời là nhiều khi mình có cái duyên để làm cái việc này, nhưng mà khi mà mình không có điều kiện để làm nữa thì nó lại là cái duyên để làm cái việc khác. Giỏi thì nhiều người giỏi, nhưng mà chịu bỏ thời gian gian cho cái room mình nó thì hơi khó. Ok, cái chuyện đó mình sẽ nói sau. Nhưng mà buổi sáng vậy đọc cái bài, đọc cái thông báo đó giật mình. Bây giờ sáng nay chúng ta học tiếp cái bài kinh gọi là Panchalatam đó. Ở đây á, theo trong bản Pali ấy, theo trong bản Pali đấy, thì chúng ta có rất là nhiều chuyện để nói. Bởi vì nếu mà đọc bản tiếng Việt ấy, thì chúng ta sẽ thấy được một điều, đó là cái bản tiếng Việt này hay nhưng mà không có sẵn sàng, cái từng chữ ở trong đó không có sẵn sàng cho một cái bản chú giải. Vì sao? Là bởi vì cái cách dịch dịch mà dịch sát á, thì mình cứ nhìn từng chữ trong bản dịch ấy, là mình cứ chen cái chú giải vô, mình cứ cho cái chú giải, cho cái chú thích ấy, từng chữ. Còn trường hợp như ở đây thì mình cho là chỉ dịch ý thôi, dịch ý thôi. Chẳng hạn như bây giờ các vị hoan nghỉ cho tôi xin cái phần Pali đi, cái phần Pali của cái bài kinh này nè. À, chúng ta thấy rằng ở trong Pali á, thì nó khác cái bản tiếng Việt nhiều lắm. Ở trong bản Pali á, là một cái vị thiên tử một vị thiên tử, một vị thiên tử, mỗi là một vị tiên, một vị tiên âm đấy. Một vị tiên âm đã đến lễ Phật và nói lên cái điều mình tâm đắc, nói lên cái điều mình tâm đắc, chứ không phải là một câu hỏi, chỉ nói lên cái điều tâm đắc thôi. Cái vị này nói là một cái điều tâm đắc mà gọi là mang nội dung là tán thán, tán thán cái người tu hành. Sambathe Vatavokasang, tức là trong cái trói buộc mà vẫn tìm ra được một cái lối thoát. Cái chữ Okasa ở đây đó, trong tiếng Pali nó rất là nhiều nghĩa. Chữ Okasa nó có nghĩa là một cái cơ hội hay là một cái lối thoát hay là một cái khoảng trống. Chữ Okasa ở đây có nghĩa là vậy đó. Sambathe Vata Okasan, tức là trong cái sự trói buộc, trong cái sự ràng buộc mà vẫn tìm ra được một cái lối thoát. Thí dụ như mình thấy trong cái nhà tù đi, trong một cái nhà tù thì bốn bề là phải là rào, rồi tường, rồi cửa, rồi vách, vân vân. Nhưng mà chỉ cần có một lối thoát thì cái chỗ đó không còn phải là chỗ giam nữa. Chỉ cần có một lối thoát, chỉ cần có một cái đường đi ra, chỉ cần có một cái đường đi, thì cái chỗ đó đó đường đi ra ngoài đó, thì cái đó được gọi là một cái ô ca xả, một cái lối thoát.
cái cơ hội, ánh sáng là một cái lối thoát, một cơ hội. Cho nên đó là đối với chúng ta trong râm này đó, thì cái chữ sampatha ở đây đó, nó có nghĩa là một cái sự trói buộc hay là cái sự giam cầm. Cái gì mà trói buộc hay là giam cầm hay là ràng rịch thì gọi là sampatha. Thì chữ sampatha thì nó có hai trường hợp. Một đó là nghĩa hẹp đó, là cái sự trói buộc ở trong năm cái trần cảnh. Trường hợp thứ hai nó là sự trói buộc của phiền não, mà cụ thể tức là năm truyền cái. Như vậy thì theo chú giải nói là có hai cái thứ trói buộc nha. Trường hợp thứ hai nhất gọi là karma của nó sampatha, tức là sự trói buộc của năm truyền cái, của năm trần cảnh. Cái sự trói buộc thứ hai đó là sự trói buộc của năm truyền cái. Nhưng tề suy tới nirvana sampatha thiết đề tăng, nhưng mà trong bài kinh này nè, thì cái sự trói buộc ở đây chỉ cho, ám chỉ cho là cái sự trói buộc của năm truyền cái nha. Sự trói buộc sampatha trong bài kinh này là chỉ cho năm truyền cái. Năm truyền cái tức là tham dục, hoặc là tham dục tức là, hoặc là dục ái đó, tức là sự đam mê trong năm dục, rồi sân độc, rồi trạo hối, rồi hoài nghi, thì đó gọi là năm cái truyền cái, phóng dật. Tham dục, sân độc, trạo hối, hoài nghi và phóng dật, thì đây gọi là năm cái truyền cái, năm cái sự. Đấy, giờ tôi giải thích ngược lại, quay trở lại một chút cho có bị nhớ. Tức là phiền não thì nó có rất là nhiều cách nói, tham sân si ngã ái mạn kiến tùm lum hết. Nhưng mà trong cái trường hợp, mà một người mà muốn tu hành đạo giải thoát là gồm có giới, có định, có tuệ đó, thì trong trường hợp đó đó thì đôi khi phiền não được kể thành năm, kể thành năm, thì năm truyền cái chỉ ni và nói là năm pháp chướng ngại, năm pháp ngăn trở, năm pháp chướng ngại. Năm pháp ngăn trở nó làm cho người ta không có chuyến đi với đánh nát, nó làm cho người ta không có đi tới được nữa, không có nhìn xa được, mà của cái chân mắt thì không có nhìn xa được, bị chặn ra, của cái chân cũng không có đi được nữa, bởi vì trở ngại, chân thì bị trở ngại mà mắt thì cũng bị che khuất. Thì cái năm cái phiền não này nó làm cho người hành giả bị như cái rơi vào cái tình trạng như vậy, mắt thì nhìn xa mà chân thì đi cũng không được. Tham dục tức là bị dính mắc ở trong năm cái trần cảnh, trong cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, năm cái này nó rất là quan trọng, nó rất là dễ sợ. Bởi vì trong vòng luân hồi mình biết rằng là mình tất cả chúng ta từ con rùa, con mũi lên cho đến những vị tu sĩ, những vị ông vua, ông hoàng, là mình cũng từng có lúc mình là rùi mũi, mình cũng từng có lúc là phạm thiên, chư thiên. Nhưng mà sao mình đi đâu rồi thì đi, mình cũng quay trở về với cõi dục. Bởi vì nó giống như là cái quy tắc tự nhiên của trời đất thôi, mọi vật khi không cố gắng nữa thì đều rơi trở về chỗ thấp nhất. Cái luật tự nhiên nó như vậy. Máy bay mình thấy máy bay hành khách đó, nó bay cũng cao, nó bay cái trần bay của nó, cái tầm bay tối đa nó có thể lên tới 12-13 cây số, 12-13 km. Nhưng mà nó bay cho đã rồi, nó bay mấy ngàn cây số cuối cùng thì sao? Sau khi nó vượt qua Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, ba cho đã, cuối cùng cũng phải trở lại thị trường. Và cái số cái định phận cuối cùng của một chiếc máy bay là sao? Sau bao nhiêu năm bay lên trời thì sẽ có một ngày nó trở về mặt đất và nó được đẩy vào trong một cái nghĩa địa máy bay. Có nghĩa là người hay là vật đều giống nhau đó. Tức là cái đến một ngày nào đó khi mình không còn cái khả năng hoạt động được nữa thì ai cũng phải đều trở về cái chỗ thấp nhất. Máy bay cũng phải trở về đất nằm, con người cũng vậy, và chúng sinh trong cõi trầm luân hãy kiếp nào còn có cố gắng thì sanh về cõi trời, cõi phạm thiên vân vân. Nhưng mà đến một lúc nào đó nó mà khi mà hết sức rồi đó, sẽ hơi mòn sức kiệt thì trở về chỗ thấp nhất, đó là năm dục. Năm dục là gì? Năm dục tức là cái khả năng nhìn ngắm đón nhận thế giới này qua năm cái trần cảnh,
thấy mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, thì khi mình trở về đó mà mình may mắn, may mắn mà gặp được thiện hữu minh sư thì mình tiếp tục mình tu thiền, mình trở về các cõi phạm thiên. Còn nếu không thì mình cứ quẩn quanh trong cái cõi dục giới thôi, bởi vì năm dục đó là cái chỗ thấp nhất trong tam giới. Cõi dục giới là chỗ thấp nhất, tức là cái sự đam mê trong những cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng. Thì bài kinh này nó sâu ở chỗ đó, tức là anh có đi bao xa cũng phải quay về chỗ thấp nhất. Nhưng mà chiếc tàu cũng vậy, nó được đóng ra để gì, để đi. Nhưng mà cái nếu mà đừng có tai nạn dọc đường đó, thì cái chỗ sau cùng của nó là gì, cũng trở về một cái chỗ để người ta rã ra, người ta lấy phế liệu. Máy bay cũng vậy, xe hơi cũng vậy, sau bao nhiêu năm tháng dông ruổi trên đường thì cuối cùng cái chỗ về sau cùng của nó vẫn là cái chỗ mà đóng rác. Thì tham dục là cái sanh động, hễ mình còn thích cái này cái kia thì mình còn có cái bất mãn, còn thích là còn có cái bất mãn. Rồi có trạo hối là sao? Đời sống của một người phàm phu luôn luôn có rất là nhiều cái chuyện để mà mình phải hối hận, để mà tiếc nuối. Chữ hối được nghĩa là tiếc nuối, phàm phu bao giờ cũng vậy hết. Chúng ta luôn có 1 tỷ cái chuyện để tiếc nuối. Tiếc nuối về cái gì? Cách tâm mắc cách tăng, tức là đo anh đờ, tiếc nuối về những gì mà mình đã làm và những gì mình không chịu làm. Đã nói phàm phu rồi bao giờ cũng vậy nhé. Hễ còn phiền não, hễ còn cái phàm phu, phàm cái phàm tánh, phàm tâm, thì bao giờ chúng ta cũng có 1 tỷ chuyện để chúng ta tiếc nuối. Tại sao chuyện đó tôi làm, tại sao chuyện đó tôi không chịu làm, tại sao tôi lại nói câu đó, tại sao bữa lúc đó tôi không chịu nói câu đó, tại sao tôi lại có suy nghĩ đó, tại sao cái chuyện đó tôi lại không nghĩ ra. Thân khẩu ý của mình luôn luôn để lại vô vàn vô số những cái điều tiếc nuối. Mà chính những cái này nè, những cái niềm đam mê ở trong năm dục, chính cái sự bất mãn trong năm dục. Bất mãn là sao? Hễ mình còn thích là còn có cái bất mãn, cái chuyện chuyện tự nhiên thôi nha. Hễ mình còn thích cái gì đẹp, nghe cái gì hay, thì thế nào cũng có lúc mình nghe cái mà mình không thích, thấy cái mình không thích. Hễ mình còn thích ngửi mùi này, nếm vị kia, thì sẽ có một lúc mình nếm, mình ngửi những cái mình không có thích, ngửi cái không thích, nếm cái không thích. Và hễ mình còn thích cái sự êm ấm trơn mịn thì sẽ có lúc mình sẽ bất mãn vì cái gì đó nó không được êm ấm trơn mịn nha. Cho nên hãy còn thích là còn bất mãn, cho nên hãy còn có tham dục thì còn có sân, còn có bất mãn. Rồi cái thứ ba là hãy còn là phàm phu thì phải còn có cái trạo hối. Hối thì tức là tiếc nuối, còn cái trạo đây tức là chỉ do cái sự không có tập trung, restless. Hối đây đó nó có 2 cái này, restless có nghĩa là cái sự không có tập trung. Tiếng Bali gọi là Uddhaca, sự không có tập trung, cái tâm cứ lăng xăng. Hai cái này được kể chung thành một. Còn cái hoài nghi kia có nghĩa là cái hoài nghi đây có nghĩa là mình coi như là hễ còn là phàm phu thì giỏi gì thì giỏi, có 8 cái bằng tiến sĩ thì chỉ là 8 cái khả năng chuyên môn, 8 cái mình có được 8 cái thứ kiến thức chuyên môn về 8 cái lĩnh vực nào đó rồi xong. Nhưng mà cái thứ như bằng tiến sĩ về vật lý, tiến sĩ về toán, nó chỉ là một phần đường, một phần một nó chưa được 1 phần tỷ của cái kiến thức, chưa được 1 phần tỷ của cái gọi là toán trong cái vũ trụ này. Tức là nếu chúng ta có sống thêm được 1 tỷ năm đi nữa thì cái kiến thức về toán của chúng ta nó vẫn chưa có điểm dừng nha. Nói chi là một người không có được đào tạo bài bản trường lớp gì hết thì cái biết của chúng ta trong trời đất, trong vũ trụ này chẳng là gì hết. Rồi cộng thêm còn cái tánh phàm phu nữa, cho nên nó là suốt đời của một kẻ kẻ phàm phu mãi hoài đi trên những cái con đường nghi hoặc, mãi hoài chúng ta đứng trước những cái ngã ba lòng. Người ta là ngã ba đường, người mình ngã ba lòng, là mình có những cái nghi hoặc rất là cơ bản. Tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi, đó là 4 cái thắc mắc căn bản. 4 thắc mắc căn bản mà hễ mình là còn phàm phu thì dứt khoát là mình còn hoang mang, mình còn ngờ vực, mình còn nghi hoặc suốt cuộc trầm luân bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Đó là 4 câu hỏi mà mình không cách nào mình trả lời được. Và chúng ta biết rồi, cái cách chấm dứt hoài nghi, cách chấm dứt hoang mang nghi hoặc nó chỉ có 2 cách thôi. Một là đi tìm câu trả lời, tức là trở thành thánh nhân để biết mình chỉ là cái hình xương bóng khói, biết mình chỉ là đồ lắp ráp,
Cho nên cái câu đầu tiên, cái cách đầu tiên, cái giải pháp đầu tiên để chấm dứt nghi hoặc đó là đi tìm lời đáp. Và cái cách thứ hai để chấm dứt hoài nghi đó là để nó sang một bên, không tiếp tục nghĩ về nó nữa. Thì cái để sang một bên ở đây nó cũng có hai trường hợp. Một là cái cách để sang một bên của một người có hiểu biết, họ thấy chuyện nó cần thiết. Chuyện đầu tiên là làm sao cho nó hết phiền não, hết sanh tử. Nhưng mà nó có cái cách thứ hai đáng buồn hơn mà đa phần chúng ta đã chọn lấy, đó chính là để sang một bên là vì mình còn bận tâm đến vô vàn những cái chuyện khác. Thánh nhân họ để sang một bên vì họ thấy nó không cần thiết, họ không cần thắc mắc tôi ở đâu tới, tôi về đâu, bởi vì họ hiểu rằng tôi từ tha mái phiền não tập khí sinh tử mà tôi tới, bây giờ tôi chấm dứt cái đó là hết. À, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Còn mình ấy, mình không bận tâm, mình có nhiều trường hợp mình không bận tâm đến bốn cái câu hỏi đó: tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi phải làm gì. Thì mình không bận tâm đó là bởi vì mình lo chuyện trước mắt. Lo chuyện trước mắt tức là mình lo cơm gạo áo tiền, rồi mình lo hưởng thụ, mình lo cái chuyện sống chết sanh tử, lo làm sao đừng có bệnh nữa, lo làm sao đừng đau đớn, lo làm sao đừng có bị mất mát thiệt hại nữa, cứ lo cái chuyện đó thôi. Chứ còn lúc đây cái hoài nghi nó cũng là một cái rất là dễ sợ. Rồi cái cuối cùng là cái phóng dật. Cái phóng dật hồi nãy đã giải thích rồi, là cái sự lăng xăng của tâm nó không có tập trung nhé. Thì đây chính là những cái trở ngại tinh thần. Thì cái vị thiên tử này nói rằng trong khi đời sống này đa phần 99,9% chúng sinh là bị trói buộc ở trong năm cái phiền não mà tôi vừa nói đó, thì cái bậc hiền trí đó, cái Purimiya Thaso là bậc hiền trí đó, vẫn tìm, vẫn phát hiện ra. Cái chữ win win ở win đi đây nó là nó từ cái động từ win, nó tí là phát hiện. Cái chữ này nó có nghĩa là phát hiện nha, phát hiện. Còn cái chữ này có nghĩa là hiểu biết, nhưng mà trong trường hợp này đó nó có nghĩa là phát hiện, to find, nó có nghĩa là phát hiện. Trong trường hợp này nó có nghĩa là phát hiện. Trong cái sự trói buộc của bao thứ phiền não mà đại biểu tiêu biểu tượng đây chính là năm triền cái đó, thì bậc hiền trí vẫn tìm ra được một cái lối thoát, vẫn tìm ra được một con đường đi, vẫn tìm ra được một cơ hội, vẫn tìm ra được một cơ hội nha. Là Samba thì Watabu cà sẵn áo vinh đi vô cha nè, vô cha Putho. Ở đây cái người nào, cái người nào mà có hiểu biết, có cái hiểu biết, có cái hiểu biết, có một cái hiểu biết, gọi là có được cái hiểu biết trong hai thứ thiền định, có cái trí tuệ trong hai thứ thiền định là chỉ và quán đó, thì cái người đó là cái người Patili, thì cái người đó đó là được xem là cái bậc mà đã chấm dứt được cái ngã chấp Patili đó. Cái chữ Nissapha ở đây có nghĩa là excellent, cái chữ Nissapha ở đây có nghĩa là excellent, xuất sắc. Còn Patilina ở đây có nghĩa là gì? Patilina ở đây trong chú giải nó là cái người Bahinamanu, tôi rất lấy làm ngậm ngùi, cũng lấy rất làm ngậm ngùi khi mà cái lớp học này bị chướng duyên không tiếp tục nữa. Bởi vì đây là một cái lớp mà nói một cách chân tâm chân tình là năm tôi 16 tuổi, mà nếu mà tôi gặp được cái lớp này đó thì đời tôi hôm nay đã khác đi rồi. Và trễ đi một chút, nếu năm 20 tuổi, 25 tuổi, 28 tuổi mà tôi được gặp một cái lớp học như vậy thì đời tôi hôm nay đã khác rồi. Tôi không có nói rằng bây giờ tôi đáng thương, tôi thê thảm, nhưng mà phải nói rằng better. Nếu mà thời gian trước cách đây 18 năm, 20 năm mà tôi có được một lớp học như vậy nè thì đời tôi hôm nay nó đã khác rồi. Khác là better. Tôi có nhiều cơ hội, tôi có rất là nhiều cơ hội. Tôi nói một câu này ra rất là dễ ghét, nhưng mà tôi phải nói tôi có rất nhiều cơ hội để tôi hiểu cái gì là mạt pháp. Tại sao tôi chọn ở châu Âu?
Chỉ vì lý do rất là đơn giản là vì ở đó tôi có thể về Miến Điện cho cái quãng đời cuối tôi nó dễ hơn. Tôi không có niềm tin ở người Việt Nam. Cái đạo Phật của người Việt Nam là đạo Phật của Tàu, một thứ đạo Phật không thích nguồn cội. Và cũng có thể là giữa tôi với các vị không có duyên nữa. Nhưng mà tôi rất là ngậm ngùi ở chỗ là bao nhiêu năm tôi làm thầy chùa trong Phật giáo Nam Tông Việt Nam, đó là chỗ xuất thân của tôi, nhưng mà nó cũng là chỗ làm cho tôi thấy ngậm ngùi. Để mà tôi thấm thía thế nào là mạt pháp. Cái Phật pháp mà người ta tìm tới đó, nó phải là một thứ Phật pháp của chùa to Phật lớn. Nó là một thứ Phật pháp mà của cái sự vàng son chói lọi về hình thức. Nó là thứ Phật pháp của hình thức. Đó là thứ Phật pháp của sự hời hợt. Chúng ta có cơ hội để học học kinh đại như vậy là tôi nghĩ là một cái chuyện rất là may mắn. Nhưng mà cuối cùng thì ok, tôi giảng xong bài này mình nghỉ nha. Tôi giảng xong bài kinh thì mình nghỉ. Cái chữ Patilina ở đây nó có nghĩa là cái sự chấm dứt, cái sự chấm dứt ngã chấp. Là sao? Tôi đã nói một chắc cả không dưới 1.000 lần, đó là tùy trường hợp mà phiền não được kể ra như thế nào. Có chỗ thì phiền não được kể thành ba, là tham, là sân, là si. Có chỗ kể là 10, là 10 kiết sử. Rồi thậm chí có chỗ kể phiền não lên tới 1.500 thứ. Chỉ riêng tham ái không là đó là 108 thứ, vân vân và vân vân. Có nhiều cách nói lắm. Nhưng có những trường hợp tham ái chỉ được kể bằng một thứ thôi, đủ rồi. Chứ hạn như là phẫn nộ. Có những bài kinh chúng ta học rồi đó. Có những lúc phiền não, tất cả phiền não chỉ gom trong một chữ phẫn nộ thôi, có nghĩa là sự bất mãn đó. Tại sao nên một phiền não như vậy mà được xem là tiêu biểu cho tất cả những thứ còn lại? Tại sao vậy? Là vì hễ kẻ nào còn cái sự bất mãn thì chắc chắn rằng thì là kẻ đó còn có cái chỗ ưa thích. 1.000% là như vậy, chứ không phải 100% mà 1.000%. Tức nghĩa là cho nó chắc ăn phải nói như vậy. Hễ kẻ nào còn có cái sự bất mãn thì kẻ đó còn có cái chỗ để ưa thích. Mà vì anh còn có chỗ để anh ưa thích cho nên anh còn có chỗ anh bất mãn. Ở đây cũng vậy. Ở đây cái ngã mạn nó được xem là tiêu biểu tất cả phiền não. Là vì sao? Là vì hễ cái người nào, vì cái người nào mà còn có cái ngã chấp, còn có cái phân biệt, còn có cái so sánh tôi của tôi, thì nó còn có chuyện để nói về người này. Và người này chắc chắn còn có cái chỗ đi trong tam giới. Mà còn có chỗ đi trong tam giới có nghĩa rằng thì là người này còn luân hồi nha. Cái chuyện đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là người nào còn ngã chấp, còn có cái so sánh, còn có cái so sánh, còn thấy mình là cái gì đó đó, thì người đó còn có đường đi trong tam giới. Mà hết giới thì cũng có nghĩa là người này còn luân hồi sanh tử. Mà toàn bộ đời sống của mình ấy, nó có nhiều cách nói, trong đó có một cái cách nói đó là sự so sánh. Không biết các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi đã kể không biết bao nhiêu lần, là một vị tìm đến học đạo với một vị thiền sư. Vị này hỏi rằng thì là thưa ngài, ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu nói cho con hay không? Thì vị thiền sư nó lấy cái cây que vạch xuống đất một đường và hỏi dài hay ngắn. Vạch một đường là hỏi đơn giản, cái đường vạch là dài hay ngắn. Thì ông cư sĩ này ông nói thưa ngài, ngài hỏi như vậy là chết con rồi. Ngài vạch một đường là hỏi con dài hay ngắn, không biết nói làm sao đây. Trong rừng còn nghe rõ không? Cái câu chuyện này tôi mê vô cùng, tôi mê câu chuyện đó lắm. Thu gọn Phật pháp trong một câu là vậy đó. Ông thiền sư lấy cái cây que vạch xuống đất một đường rồi hỏi dài hay ngắn. Ông kia nói trời ơi, có một đường làm sao mà con biết, ngài phải cho con một đường nữa. Thì khi mà cái miệng ổng nói ra như vậy đó thì là cái đầu ổng nó đã quớt rồi. Cái miệng ổng nói là ngài cho con một đường nữa đi thì con mới biết cái này dài hay ngắn để con so chứ. Và ít ra không phải so nó với cái gì chứ. Thì khi miệng ổng nói ra, cái đầu là ổng đã ngộ đạo, ổng quỳ sập xuống thưa ngài con hiểu rồi, thưa ngài cũng hiểu rồi. Phật pháp là vậy đó, tức là mình còn có cái so sánh, mình mới còn có cái thích, còn có cái ghét. À, bởi tinh thần Phật pháp theo Phật giáo phát triển họ có một cái chữ gọi là chữ bất nhị đó.
Abhidhamma, bất nhị, nghĩa là không còn so sánh nữa. Bất nhị, nó so sánh nhị biên đó, nhị biên đó. Tại sao mình thích? Là tại vì mình có so cái A nó không phải là cái B. À, cái A nó khác cái B, từ đó nó mới có cái thích. Chứ nếu mà mình thấy nó là nó thì làm gì mà có cái thích. Nè. Tức là đói bụng thì cứ cái gì mà bỏ vô miệng được, nuôi mạng mình được thì mình ăn. Cái gì không có độc hại thì ăn. À, thì như thánh nhân vậy đó, thì đâu có vấn đề. Mà cái vấn đề chỗ là mình có cái so sánh. Hình như là phở nó ngon hơn hủ tiếu đó, nó có cái vụ đó. Cái ăn mà sáng sớm vậy mình ăn cái gì có nước thì hình như nó dễ nuốt hơn cái đồ khô. À, vân vân. Rồi đại khái cái áo, cái quần, cái đồng hồ, chiếc nhẫn, giày, dép, nón, dù cũng vậy. Rồi nhà, cửa, xe, cộ cũng vậy. Rồi cái người bạn nam, bạn nữ mà mình thấy thích để mình về sống chung cũng vậy. Có nghĩa là mình phải có so sánh, phải có một cái khái niệm so sánh. Rồi thì có cái phân biệt bỉ thử ta, người, đây, đó. Thì có cái phân biệt. Cho nên tôi nói một cái dòng rất là rộng về chữ ngã mạn là vậy đó. Tức nghĩa là còn có cái sống, có cái sự phân biệt, còn có cái so sánh. Và ngày nào mình chưa có biết Phật Pháp, mình cứ tưởng ngã mạn ở đây đó, thế nó chỉ có một cái là mình nghĩ mình hơn người ta. Không phải, mình nghĩ mình so, mình thấy mình thua người ta, nó cũng là một cái ngã mạn. Mình nghĩ mình bằng người ta, nó cũng là cái ngã mạn. Mà mình nghĩ mình hơn người ta, nó cũng là cái ngã mạn. Là vì mình có cái so sánh. Bậc thánh không không có cái ý niệm đó. Cái này nó hơi tế nhị, nó hơi khó hiểu. Các vị cứ nghĩ, ủa ông nói như vậy thì vị A-la-hán sao ta? Vị A-la-hán hết ngã mạn thì ngài không có so sánh thì sao? Đúng, ngài không có so sánh như mình. Cái chuyện cần thiết thì ngài biết, chứ ngài không có so sánh. Ngài biết là cái này nè nó là màu đen, ngài biết cái này là nó màu trắng. Chứ ngài không có cái ý niệm mà so như mình. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ như bây giờ hai đứa bé mà được mẹ cho cái bánh, cho hai mỗi đứa được một cái bánh. Yeah. Thì tôi đang ví dụ thôi. Thì nó thấy hình như cái bánh của thằng anh nó lớn hơn cái bánh của nó. Nó lại thấy thằng anh đó, cái bánh của thằng anh nó hình như hơi bự hơn, hơi to hơn, hơi lớn hơn, dày hơn, nặng hơn cái bánh của nó. Còn mình người lớn thì khác. Khi mà mình đi chợ đó, mình nhìn thấy trong một cái rổ bánh tiêu đó, nó có hai cái túi bị biết bánh tiêu mà. Bánh tiêu vị biết mà. Thì tôi xin thề đọc với các vị, làm gì có cái chuyện mà hai cái bánh tiêu mà nó exactly mà nó có cái trọng lượng giống nhau được. Là sao có cái chuyện đó? Làm gì có cái chuyện mà hai cái bánh tiêu mà trọng lượng nó 100% nó bằng nhau, quý vị tưởng tượng đi. Làm gì có chuyện đó? Thế là hai cũng phải có cái lớn cái nhỏ một chút. Hai cái miếng bánh bò cũng phải có chênh lệch nhau một chút. Nhưng mà trong tâm trạng của một người trưởng thành và trong tâm trạng của một người đi mua bánh, bánh hiện giờ nó đang nằm trong rổ người ta, hiện giờ hai cái bánh nó không có mắc mớ gì mình hết á, nghe tôi nhắc lại, hai cái bánh nó không mắc mớ gì mình hết, và mình là trong tâm trạng của một người trưởng thành, và mình là người đang đi mua bánh, tôi nhắc lại, cái bánh đó là của người ta với của mình, nha, và mình đang là người đi mua bánh, chứ không phải là mình là tâm trạng, mình không có nhìn cái bánh đó bởi tâm trạng của một đứa bé mà được mẹ cho bánh. Nha. Cho nên lúc bây giờ mình nhìn hai cái bánh tiêu mình coi nó là the same. Vì sao? Là vì có nó giống nhau là vì sao? Là vì ok, vậy là chút đỉnh sao ha. Nha. Rồi cái thứ hai nữa đó là vì mình nhìn nó bằng một cái tâm trạng rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Nếu đó lúc đó có ai hỏi mình, hỏi với hai cái bánh này ông thấy nó bằng nhau không, thì mình nhăn, mình nhíu mày chứ, à có chứ, nó sẽ bằng nhau được. Thì chắc là cái bánh bên tay phải tôi nó phải to hơn bên tay trái một chút, vài gram chứ, vài miligram chứ ha? Mình nói cho vui vậy thôi, khi cần thì mình cũng làm một cái so sánh cho vui, à có chứ, hai cái này làm sao bằng nhau được. Mình nói như vậy mà cái lòng nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà riêng cái đứa thằng Tèo thằng Tí là khác à. Đối với nó đó là cả một cái vấn đề, và nó là xâm tử như vậy không nha. Là tại sao cái bánh của anh mình to cái của mình, tại sao cái bánh của thằng em mình nó lại lớn hơn cái của mình nha. Cái vị để cái chuyện ngã này tôi nghĩ là vậy đó. À, cái chuyện ngã này nó là vậy đó, so sánh là so như vậy. So là cái mình nó nhỏ, tôi chỉ ví dụ thôi, thì ở đây cũng vậy. Mình so về trí tuệ này, mình so về nhan sắc này, mình so về cái uy tín này, cái danh dự này,
cái quen biết, cái quan hệ mình so về cái tôi của mình với người khác nha. Thì nãy giờ tôi đánh một vòng thật là lớn, tôi muốn nói rằng thì là ở trong trường hợp này vị thiên tử mới tán thán rằng cái vị Muni là vị ẩn sĩ đó, cái vị nào ở đời này này mà không còn ngã mạng nữa thì đó là một nhân vật ưu việt. Tôi nhắc lại bài kinh này, vị nào tán thán trước mặt Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, con hết lòng tôn kính những vị nào mà trong cuộc sống đầy những ràng buộc này nè, mà vị đó vẫn tìm ra được một lối thoát. Điều đó thật là khó khăn, và ai làm được điều khó này vị đó thật là đáng kính. Đáng kính. Tôi phải nói đi đi nói lại biết bao nhiêu lần rằng khi tôi giảng như thế này tôi phải làm chuyện hy sinh, đó là tôi phải nói thiện về tôi. Chứ tôi không nói nó không có mạnh. Tôi mượn chuyện người khác để ghi nó bằng chuyện của tôi. Tôi phải thưa thiện với các vị một chuyện nha. Nếu có một có sự đảm bảo nào đó rằng là tôi trong vô số kiếp luân hồi vĩnh viễn về sau này tôi sẽ không còn bị sa đọa nữa. Tôi nhắc lại, nếu có một cái sự đảm bảo nào đó, một sự chắc ăn, một cái guarantee nào đó là tôi sẽ vĩnh viễn không có bị sa đọa, tôi tức là cái người đang nói chuyện này vĩnh viễn không còn bị sa đọa nữa, và tôi chỉ có đi lên thôi, chỉ được trở lại làm người, làm chư thiên, làm phạm thiên theo ý tôi muốn, tôi bảo đảm không còn bị sa đọa nữa, đời đời kiếp kiếp nha. Tôi được đi đến chỗ tôi muốn, tôi có, tôi sở hữu được cái tôi thích, tôi gặp được cái người tôi thương nha, đời đời kiếp kiếp tôi không còn bị trầm lưng nữa. Thì tôi xin nói thiệt là có lẽ tôi không có nghĩ đến cái chuyện viên tịch niết bàn. Tại sao tôi phải đem nói chuyện ở đây? Tức là bình thường tôi vẫn nói là vô ngã, là vô thường, là danh sắc, là đồ lắp ráp. Nhưng mà thật ra đó, trong ba cái khổ đó, tôi chỉ sợ có cái khổ khổ thôi, với cái hoại khổ thôi. Có nghĩa là tôi cái gì nó làm cho tôi khó chịu về thân, về tâm đó. Đau đớn, nhức nhối, hoặc là buồn khổ, tiếc thương, sợ hãi, tức giận, thì tôi chỉ sợ cái đó thôi. Rồi cái thứ nhất là cái sự có mặt của những gì làm cho tôi khó chịu. Và nếu mà sợ thêm cái nữa, đó là tôi chỉ sợ cái hoại khổ, có nghĩa là sự biến mất của những gì mà làm cho tôi thì dễ chịu nha. Chứ còn cái thứ ba tôi không có sợ, đó là cái sự lệ thuộc các điều kiện đó. Biết cái đó là phù du, nhưng mà nghe nói tới cái đó không có sợ. Cái khía cạnh thứ ba tôi không có sợ. Điều đó có nghĩa rằng là đối với một người biết Phật Pháp đó, mà còn đam mê như vậy. Nhưng mà cuối cùng dĩ nhiên là mình phải chọn con đường giải thoát. Là vì sao? Là vì mình biết rằng không thể nào đều có cái chuyện mà phàm phu mà không bị sa đọa. Một vị Bồ Tát chánh đẳng giác của khi được thọ ký rồi đó, thì vị đó phải biết rằng mình còn có vô số lần sanh vào địa ngục, vô số lần sanh vào cái cảnh giới bàn sanh A-tu-la, vô số lần. Vì sao? Là vì hễ còn phàm phu thì còn tạo ác nghiệp, hễ còn tạo ác nghiệp thì còn vào ra trong ba cõi sáu đường nha. Chứ còn thực ra mà nói đó, thì năm tầng dục, năm tầng cảnh, năm cái dục trần đó, nó là một sự ràng buộc rất là dễ sợ, rất là khó mà thoát ra được. Phải nói như vậy. Cho nên có hiểu được cái chỗ đó đó, mình thấy cái ông này tại sao ông tán thán nó là lầm thay Bạch Thế Tôn. Con xin tán thán cái người nào gọi là sấm ba đi bà thô ca sao hông huynh đi phô đi mê ra xô. Tức là con xin tán thán cái vị nào mà ngay ở trong bao nhiêu thứ ràng buộc của phiền não mà vẫn tìm ra được lối thoát là chỗ đó. Chứ phải nói thiệt, nếu không có chuyện sa đọa đó thì tôi tình nguyện làm cái kẻ tù nhân trong năm dục. Các vị sẽ hỏi tôi, sư là thầy tu mà sư mê cái gì? Nó có nhiều cái mê lắm. Người ta có máy bay riêng, người ta có du thuyền, người ta có mỹ nữ, người ta có rượu thịt, người ta có đủ thứ. Tôi biết tôi mê cái gì? Tôi mê những buổi chiều tôi đi một mình ở trên những cái đồi cỏ Thụy Sĩ, tôi nghe cái tiếng chuông bò nó kêu len ken đâu đó. Tôi biết tối nay tôi về, tôi có một cái căn phòng ấm áp. Đó là vào mùa xuân, mùa thu. Còn vào mùa đông tôi biết đêm nay tôi về cái một căn phòng ấm cúng, tôi nhìn ra bên ngoài là tuyết nó rơi. Một chút trầm ở trong phòng, nằm được đọc được cuốn sách mà mình thích.
rồi sáng mai mình vẫn kêu muốn đi đâu đó, rồi xách cái ba lô, chai nước, ra ga mua cuốc bánh mì, tót lên tàu, mình có cái vé nửa giá, mình đi. Đến cái ga nào mình thích thì mình nhảy xuống, ngồi trên xe lửa Thụy Sĩ mà được nhìn thấy mọi thứ bên đường, bên bên cửa sổ, nó là một thứ hạnh phúc không thể nào tả được, nó lạ lắm, hạnh phúc lắm. Rảnh rảnh chạy vô tiệm đồ cũ, tiệm đồ cũ Thụy Sĩ là một cái chỗ mà tôi cho là đáng đi nhất trên thế giới này. Ở đó nó có thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có, từ một cái đồng hồ đắt tiền, một cái áo lông mười mấy ngàn, vô nó bán còn mấy chục bạc khi người ta đã xài đã chán rồi, người ta liền đấy. Nồi niêu son chảo đủ thứ, những bức tượng Phật, những cái đồng hồ, những cái hộp quẹt đồ xưa, những bức tượng của Tàu, của Nhật trôi dạt trong đó, ba xu bốn cặp, cảm giác của nó vui lắm. Tôi đang chỉ nói đến một khía cạnh nhỏ của đời sống này mà nó cuốn hút mình như vậy, thì nói chi là những vị triệu phú Trung Đông đi lên máy bay ngồi khoan hạng nhất. Rồi họ xuống biển thì có du thuyền, trên bờ thì có Rolls Royce, có limousine, có chuyên cơ, có máy bay riêng. Họ có những hải đảo, có những lâu đài, có những villa làm sở hữu riêng. Chưa nói đến họ, tôi chỉ nói đến hoàn cảnh của một tu sĩ nghèo như tôi thôi, thì chừng đó đã đủ để ràng buộc tôi rồi nha. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái vị thiên tử ngày này mới nói là con quá là mẹ phục đi, cái ý vị này đó là con nể phục cái con người mà giữa bao nhiêu thứ ràng buộc của cuộc đời này vẫn tìm ra được một lối thoát. Sau là chỗ đó anh Vinh Lý là phát hiện, ra một lối thoát vô cha nó có chí là cái vị nào mà cái chữ này, cái chữ này nó hay vô cùng. Cái bút thá này nè, nó có nghĩa là cái người thức dậy hay là cái người tỉnh giấc. Nó heo cha nó có chí sự bút thô, có nghĩa là cái người nào bằng cái gì, bằng thiền, thì cái người thật là đáng kính. Thiền đây là gì? À, chỉ về quán, chỉ là sao? Hồi nãy đó tôi nói là tôi giảng bài kinh này xong tôi nghĩ nó cũng có nhiều lý do. Thì cái chữ chỉ và quán ở đây nó được xem là hai cái kiểu thức giấc. Một cái người nào mà thức giấc là bằng một trong hai cái này nè thì người đó rất là đáng kính. Là sao? Thứ nhất, tôi nói không biết bao nhiêu lần, trong tam giới này, để gọi là tam giới thì nó gồm có dục sắc và vô sắc giới, đúng không? À, thì theo Đông A Tỳ Đàm á, cái dục giới là cái cảnh giới mà ở đó chúng sinh sanh ra, chết đi, buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ hoàn toàn là dựa trên cái nền tảng của năm dục. Tôi nhắc lại, dục giới là cái cảnh giới mà chúng sanh sanh ra và chết đi trong năm dục, buồn và vui trong năm dục, hưởng thụ và bị đọa đày trong năm dục, thì cảnh giới đó được gọi là dục giới. Thấy cái mình thích, thấy cái mình không thích, nghe cái mình thích, nghe cái mình không thích, ngửi cái mùi mình thích, ngửi cái mùi mình không thích, nếm cái mình thích và nếm cái mình không thích, sờ chạm cái mình thích và sờ chạm cái mình không thích. Đấy, thì cái chúng sinh nào mà sống quẩn quanh trong năm cái đó đó, thấy nghe ngửi nếm đụng, thì cái thấy nghe ngửi nếm đụng nghe, thì nam thì cái chúng sinh đó được gọi là chúng sinh dục giới. Mà quý vị biết nó cứ quẩn quanh trong đó, nó không có lối thoát, mà nó kẹt hẻm. Mà cái năm dục, cái cảnh giới dục giới nó có cái đặc biệt ấy, là mình cứ quẩn quanh trong đó đó thì sao? Cứ quẩn quanh trong đó thì sao? Thì cuối cùng mình sẽ rớt vào cái chỗ thấp nhất. Đây là một cái công thức
ngàn đời thiên thu, làm ơn nhớ dùm cái này. Trong tam giới nói chung và trong năm chục nói riêng, hễ mà mình cứ quẩn quanh trong đó thì tôi xin thề đọc rằng thế nào cũng có một ngày mình rơi xuống chỗ thấp nhất. Đó là cái luật tự nhiên nha. À, các vị bỏ, các vị biết cái trái cầu mình để phải nói làm sao, các vị làm một cái trái cầu mà bằng plastic, bằng nhựa, nhựa trong đó ha, rồi trong đó các vị để một cái hòn bi, thì khi mà cái trái cầu đó mình cứ xoay tròn á, thì cái trái cầu đó cái hòn bi trong đó có lúc lên lúc xuống. Nhưng mà khi cái trái cầu đó nó không xoay nữa thì sao, thì cái hòn bi nó tự động nó sẽ rớt về, nó trở về cái đáy này, chỗ thấp nhất của cái lòng cầu, cái lòng của trái cầu. Các vị có nghe tôi nói kịp không? Có nghĩa là cái lòng cầu nó quay hoài như vậy thì cái hòn bi nó sẽ di chuyển trong đó. À, nhưng mà nếu mà cái cầu nó không quay nữa thì cái luật tự nhiên là cái hòn bi nó sẽ trở về cái chỗ thấp nhất, thì mình cũng vậy. Cho nên hãy quẩn quanh ở trong dục thì mình thế nào cũng có chỗ mình trở, luôn sẽ có lúc mình trở về chỗ thấp nhất là gì? Đó là địa ngục, đó là bàn sạch, đó là ngạ quỷ, đó là Atula. Kẻ nào mà thích, quá thích, mà sống đam mê nhiều quá thì sẽ đi xuống bốn cõi đó bằng cái con đường của người thích. Mà cái kẻ nào chỉ biết sống bất mãn không đó, bất mãn là bực bội chứ không phải bất mãn là nhàm chán, là bất mãn là bực bội đó, tức là sân đó, thì cũng có con đường để đi xuống bốn cõi đó, cũng con đường, cũng cái mình hận hờn giận bực bội tức tối bất mãn, nó cũng là con đường để đi xuống bốn cõi đọa. Mà mình tham đắm đam mê thích thú trong năm cảnh dục, nó cũng là con đường tùy mỗi người thôi nha. Tùy mỗi người mình thấy như trong cái thế giới bàn xanh, mình thấy có những con mình nghe thấy cái tên cái con mà mình nhìn cái tướng nó như con rắn hổ nè, con cọp, con beo nè, hoặc là loài Atula nè, là cái loài quỷ dữ nè, dạ xoa nè, thì mình biết là nó xa đỏ là theo cái đường xanh, nói một cách chung chung như vậy chứ không phải là 100%, nhưng mà đừng nói một cách chung chung như vậy, thích hay là ghét nó là đều là con đường đi xuống năm cõi, là bốn cõi đọa nha. Mà riêng cái người mà muốn có những cái bậc hiền trí, lâu lâu mới có một người như vậy, họ thấy chán, họ thấy cái sự quẩn quanh trong năm cõi dục, năm cảnh dục là được đáng chán, họ mới tu tập thiền định. Mà muốn đắc sơ thiền là cái tầng thiền thấp nhất á, là mình phải bỏ năm truyền cái. Mà trong đó là có gì? Có tham dục và sân độc, có nghĩa là không còn thích và ghét nữa đó. Trong năm dục không còn thích ghét nữa, để tối thiểu họ đắc được sơ thiền. Thì cái người mà đắc được sơ thiền được gọi là cái người tỉnh giấc từ cái cơn mê năm dục, tối thiểu là sơ thiền nha, cái tầng thiền thấp nhất đó. Còn thì mình thấy đã đến tam giới được cái ba mà dục sắc và vô sắc, thì từ sắc giới cái tầng thấp nhất là sơ thiền sắc giới, trở lên trên tới cái tầng phi tưởng là cái tầng cao nhất của vô sắc ha. Thì từ cái tầng mà thấp nhất là sơ thiền thì anh phải lìa bỏ được cái niềm đam mê trong năm dục. Thì cái người mà lìa bỏ được niềm đam mê trong năm dục mới hy vọng chứng được cái tầng thiền sắc giới thấp nhất chứ. Thì cái người đó được gọi là cái người tỉnh giấc từ năm dục, mà bằng cái gì? Bằng thiền. Cho nên ở đây mới gọi là chan á. Quên nữa, nó còn cái chuyện nữa tôi quên giải thích nữa. Có nghĩa là cái người con xin ông bày tỏ cái lòng tôn kính đối với cái người mà giữa bao nhiêu thứ ràng buộc. Tại vì tôi giải thích thêm thì tôi vừa nhìn liếc mắt tôi nhìn thấy, nãy giờ tôi giảng mà nhắm mắt, giữa bao nhiêu cái thứ truyền bao thứ trói buộc mà vị này vẫn tìm được lối thoát, thì ở đây cái lối thoát đây là chỉ cho thiền ha. Thì tôi đang giảng về thiền đây. Chữ ô ca sa, đây để tôi copy cái này bỏ xuống đây. Tôi tiếc cái lớp này nếu mà không tiếp tục rất là uổng. Đây là một cái câu nói nghe rất là kỳ, không ai mà đi tiếc, không ai đi nói cái câu đó về cái công việc của mình hết. Cái người tiếc, cái người nói câu tiếc phải là quý vị chứ không phải là tôi, nhưng mà tôi phải nói, tôi vẫn nói. Cái lớp học mà vừa giải thích mà vừa học chữ mới như thế này là rất là bỏ, rất là uổng nha.
Thì cái chữ Tha Mát Xe Tăng ở đây là cái tên, cái tên, những cái tên, cái chữ ô cá, cái cơ hội đây có nghĩa là một cái chữ đồng nghĩa của thiền thôi chứ gì hết. Thì cái người thứ nhất, cái người tỉnh thức thứ nhất được gọi là cái người ở trên đời này có hai hạng tỉnh thức. Cái hạng thứ nhất là tỉnh thức bằng cách là chứng thiền để không còn tiếp tục đam mê trong năm dục nữa. Cái hạng thứ hai thì nó gọi là Samatthachana. Samatthachana. Là chỉ. Rồi cái thứ hai gọi là Vipassana. Chana là quán nha. Cái hạng thứ nhất ấy, là nhàm chán năm dục rồi mới chứng đắc tối thiểu là sơ thiền trở lên, thì đó được gọi là cái người tỉnh giấc, nghe qua là thức dậy từ cái giấc ngủ năm dục, nằm trong trái cầu vậy đó, nó cứ quay đã, cuối cùng khi mà cái trái cầu nó ngưng, nó không quay nữa thì cái hồn bi nó rớt về cái chỗ thấp nhất của trái cầu. Ở đây cũng vậy, hành giả sanh về phẩm thiên sống cho đã đời ở đó rồi thì cũng phải hết tuổi thọ, cũng phải rớt về cái chỗ thấp nhất, đó chính là rớt về năm cõi dục. Mà trong năm cõi dục nó có trong trời rớt về trong năm cảnh dục, tức là về cõi dục giới đó. Mà trong cõi dục giới thì nó bản thân các cõi dục nó đã là thấp nhất trong tam giới, mà trong cái thấp nhất này nó lại có những chỗ thấp nhất của thấp nhất nữa, có nghĩa là cõi dục là thấp nhất, mà trong cõi dục nó có cái gì, nó có cõi trời dục thiên nè, nó có cõi người nè, nó có bốn cõi đọa nè. Thì trong trường hợp đó thì là mình sẽ quay trở lại nữa, nhưng mà dầu gì thì cái hạng này cũng còn khá hơn cái hạng mà không từng đi về, phải không, không phải không từng mà không chịu đi về, không chịu tu thiền, không chịu về cõi phẩm thiên. Cho nên ở đây ông cũng tán thán đó là dầu gì thì cái người mà tỉnh giấc được trong năm dục để mà tu tập thiền định cũng là cái người đáng nể rồi. Nhưng mà cái loại đáng nể hơn này đó là cái loại người tỉnh giấc từ cái loại thứ nhất là tỉnh lìa bỏ năm dục để mà sanh về phẩm thiên. Cái hạng thứ hai là lìa bỏ những cái sự đam mê trong tất cả mọi hiện hữu. Có nghĩa là tu thiền quán là mình lìa bỏ cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới mới giải thoát sinh tử được nha. Mà cái pháp môn thiền quán chỉ có khi mà chư Phật Chánh Đẳng Giác ra đời mà thôi. Còn chư Phật Chánh Đẳng Giác không có ra đời đó thì chúng sanh nó chỉ biết có cái thiền chỉ thôi. Có nghĩa là cái hạng nào khá lắm đó thì nhàm chán năm dục rồi tu thiền sanh về các cõi phẩm thiên, rồi hết tuổi thọ quẩn quanh nên cũng phải trở xuống quẩn quanh trong năm cõi dục, trong năm cảnh dục. Còn cái trường hợp thứ hai là tu thiền quán, có nghĩa là vị này không còn tiếp tục thích thú trong năm trong trong ba cõi sáu đường nữa. Vị này thấy rằng có sanh về đâu đi nữa nó cũng chỉ là sự quẩn quanh, có sanh về đâu đi nữa cũng là xài toàn đồ lắp ráp, có sanh về đâu đi nữa thì cũng sống ở trong cái sự chi phối của vô thường, của vô ngã nha. Cho nên vị này mới là làm một cái cuộc thực hiện một cái sự tỉnh giấc vĩ đại hơn, đó là nhàm chán lìa bỏ tất cả mọi hình thức hiện hữu. Rồi cái tiếp theo đó, thì cái người mà tỉnh giấc á, thứ nhất là tỉnh giấc là không còn tiếp tục mê ngủ trong năm dục, thứ hai là tỉnh giấc ở đây nghĩa là không còn tiếp tục mê ngủ ở trong danh sắc nữa, đam mê trong mọi hình thức hiện hữu nữa nha. Đây là cái chỗ này, về kinh này cho nó hiểu như vậy đó. Cho nên là mình thấy trong Pali đó là cái chữ Sambatha, đây có những cái chỗ cần phải hiểu biết. Sambatha đây là sự trói buộc, Sambatha trói buộc hay là giam cầm, ám chỉ năm truyền cái. Rồi tiếp theo ô ca sát là lối thoát hay là cơ hội hay là cái gì, là cái chỗ trống ám chỉ cho chỉ và quán, chỉ và quán nhé. Samatha và Vipassana
đây cái cơ hội bản bản Bali sáng trưng. Ta đọc bản Việt thì nghe thì tên á, nhưng mà nó mệt mỏi. Rồi cái thứ ba này nó là ông tán tháng, ông tán tháng. Cái câu thứ ba là vô cha nó bút chí bút thô, ông nói cái người mà đáng nể nhất trong cái cuộc đời này nó chính là cái người mà tỉnh giấc, người tỉnh giấc bằng thiền chỉ và thiền quán, không còn tiếp tục mê ngủ trong năm dục, không còn tiếp tục mê ngủ trong danh sắc nữa. Và đó là cái bậc mà Patili nó Nisapho, đó là cái người mà đã đoạn trừ được cái mạng chấp, không còn sống ở trong cái kiêu mạng tôi là của tôi. Cái tôi là rồi cái của tôi là chấp về cái tôi, còn cái của tôi là ở đây đó là chấp về cái bản thân mình. Rồi còn cái của tôi là chấp về cái sở hữu của mình, tôi là hoặc là của tôi hơn, tôi bằng, tôi thua ai đó bằng tôi, ai đó thua tôi, ai đó hơn tôi. Thì dù chấp về ta hay chấp về người ha, thì trong trường hợp này cũng được gọi là ngã mạn. Người đó hơn tôi hoặc là tôi hơn người đó cũng là ngã mạn. Người đó bằng tôi bằng người đó cũng là ngã mạn. Mà người đó thua tôi thua người đó cũng là ngã mạn. Mà hãy còn có cái sự phân biệt, còn có sự so sánh như vậy đó, thì có nghĩa rằng thì là mình cũng chưa có thật sự, dầu mình có là thánh nhân hữu học, thì mình cũng chưa có thật sự rốt ráo, chưa có đi đến nơi đến chốn nha. Nói chi là phàm phu, nói chi là phàm phu. Cho nên là cái bậc cái đó gọi là Patilin á, Patilin á, cái hàng cuối cùng là Patilin á, Patilin á, nó gọi là Patilin á. Ở đây nè, ở đây nó là Pahin á, Manu có nghĩa là người không còn gì, người không còn mạng chấp, người không còn mạng chấp. Tôi bằng, tôi hơn, tôi thua, tôi bằng người ta, tôi hơn người ta, tôi thua người ta, hoặc là người ta hơn tôi, người ta bằng tôi, người ta thua tôi nhé. Rồi thì cái vị thiên tử nói như vậy đó, thì Đức Phật ngài cũng xác định đúng. Ngài xác định bằng cách nào? Ngài xác định, ngài mới giải thích thêm, ngài nói rằng là đúng rồi, Sampa thí huynh thành thì tham măng nếp ba năm thứ gian. Ngài xác định một điều đó là có những người trong cuộc đời này đó, họ cái bài kệ, cái câu trả lời của Đức Phật là ngài chỉ điều chỉnh lại, ngài nâng cấp, ngài xác định cái phát biểu của cái vị thiên tử này thôi. Bởi vì ngài biết rằng ở trong cái tam giới này còn những chúng sinh mà họ chỉ coi cái thiền chỉ là số một. Bởi hồi nãy thì chúng tôi có nói rồi, khi mà không có Phật ra đời đó thì người ta chỉ tu tới thiền chỉ thôi, có nghĩa là tu tập các cái tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền để mà xâm về các cõi phạm thiên, cũng là một sự tỉnh giấc. Nhưng mà sự đó là sự tỉnh giấc tạm thời, và còn vô vàn những cái hạn chế, vô vàn những cái giới hạn nha. Mà ở đây Đức Phật cảnh xác định rằng làm gì thì làm, trong cái câu trả lời của Đức Phật á, trong câu trả lời của Đức Phật mà trong bản Việt mình lại không thấy chứ trong trong bản Bali thì làm gì thì làm, sự tỉnh giấc nào đi nữa, sự tỉnh giấc nào đi nữa, thiền định nào đi nữa, lối thoát nào đi nữa, thì cũng phải hướng đến Niết Bàn mới được xem là perfect. Đó, cái câu trả lời phần nghĩa như vậy đó. Tôi nhắc lại, làm gì đi nữa, tỉnh giấc cỡ nào đi nữa, lối thoát như thế nào đi nữa, thì làm ơn nhớ hoài dùm một chuyện là vẫn phải hướng đến Niết Bàn. Ngài tôi nhắc lại, ngài xác định 5 lần nữa thôi. Tôi nhắc lại lần nữa nha, là có một người nào đó đến với nói với Đức Phật là con thấy hay quá. Ở đây tôi diễn dịch bằng ngôn ngữ của mình thôi nha. Tôi chỉ diễn dịch bằng ngôn ngữ của chúng ta hôm nay. Bạch Thế Tôn thấy hay quá, nhiều người con kính phục những cái vị mà có như tu hành này nó rồi, vì trong khi cư sĩ người ta bị ràng buộc này nó, còn tu hành sao con thấy thoải mái quá, giải thoát cao siêu, thanh thản nhẹ nhàng an lạc quá.
nha. Trong khi là mọi người mê ngủ thì vị này là người tỉnh thức, tỉnh giác hay quá. Thì lúc đó Ngài mới xác định thế này, đúng rồi, con nói đúng chứ không phải nói sai. Nhưng mà nhớ nha, alo, chết rồi. Như vậy làm ơn cho tôi biết là hồi nãy cái vị đó tôi bị rớt lúc nào, xin cho biết tôi bị rớt lúc nào. Trời ơi, vậy là nãy giờ tôi nói nhiều lắm rồi. Chết tôi rồi. Các vị còn nghe không? Bây giờ các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Cái câu trả lời của Đức Phật ở đây đó là dầu có tu hành như thế nào, có giải thoát như thế nào, có tỉnh giấc như thế nào, thì lúc nào cũng phải nghĩ đến cái cứu cánh niết bàn hết nha. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng. Thì tôi mới kể cái chuyện Bồ Tát Tất Đạt là đi tu đó, mà kiếp chót đó mà Ngài đắc đến cái tầng phi tưởng, phi tưởng không như mọi người nghĩ thấy đây là cái cứu cánh cao nhất, mà riêng Bồ Tát Tất Đạt á thì Ngài thấy rằng đây nó chưa phải là cứu cánh cao nhất. Đọc sử Phật á, nếu mà đọc kỹ thì mình sẽ thấy những chuyện rất là độc đáo. Có nghĩa là Ngài có được tất cả những cái gì mà cuộc đời cho là số 1 nha. Ví dụ như Ngài ngoài đời làm vua ở thế gian, thì thấy có cái gì hơn được được cái ngai vàng của một ông vua mà Ngài chê à. Rồi đi tu á, Ngài đọc tới phi tưởng, phi tưởng mà làm sao Ngài cũng chê. Ngài thấy cái này nó chưa phải rốt ráo. Đó là cái bậc hiền trí là như vậy, luôn luôn họ hướng tới cái tốt nhất là như vậy đó. Còn trong kia đó các vị thấy cái ông đạo sĩ A Tư Đà, cái ông mà coi như đến mà coi tướng thái tử đó, lúc mà ngày mới vừa chào đời cái mấy hôm đó, ông nó là ông đắc cái phi tưởng, phi tưởng nha, ông đắc cái phi tưởng, phi tưởng mà ông cũng đam mê trong đó, rồi chết rồi ông sanh về cõi phi tưởng, phi tưởng. Có nghĩa là bây giờ đó ông phải mất tới 84.000 đại kiếp. Đại kiếp này tức là một kiếp trái đất đó, mà ông phải mất tới 84.000 đại kiếp nữa để ông trở xuống đây. Ông trở xuống đây, ông trở xuống cõi dục. Mà nếu mà có duyên lành mà lúc đó đó mà ông còn tiếp tục tu hành thì nói gì, mà theo trong kinh nói lúc đó là không có Phật ra đời ở trong cái vũ trụ này, chứ trong kinh không nói đến vũ trụ khác nha. Trong kinh không có nói đến chuyện đó. Này, chỉ có nói là trong vũ trụ này đó, thì trong suốt thời gian một a tăng kỳ, có nghĩa là 10 lũy thừa 140 đại kiếp nữa. Yeah. Thì trên trong cái vũ trụ này nè, vũ trụ mà mình đang sống nè, không có Phật ra đời. Rồi sau đó nó mới có 10 vị tiếp nối nhau ra đời trong nhiều cái trái đất liên tục. À, đó là Ma Vương thành Phật nè, rồi Chúa Atula thành Phật nè, rồi Vua Nalagiri thành Phật nè, rồi vua say á, con voi mà Đề Bà Đạt Đa thả ra để hại Phật đó, rồi con voi Bà Lý La Giá Cá, con voi mà ở trong rừng mà lúc Đức Phật ngày thấy Chư Tăng Khô Sâm Pi mà gây với nhau đó, rồi cái ngày bỏ đi vô trong rừng thì gặp con voi trong đó, rồi con voi đó về sau mình cũng thành Phật nha. Ừ. Rồi vua Ba Tư Nặc sau này cũng thành Phật nha. Thì tổng cộng là 10 vị gần nhất nha. Còn thêm 500 vị nữa thì sau 10 vị này sẽ còn 500 vị nữa, nhưng mà trong kinh nói rằng 500 vị nó còn đang trong thời kỳ tu tập Ba La Mật. Mà chắc chắn sẽ thành Phật đó, chắc chắn, nhưng mà không được kể tên là vì hai lý do. Thứ nhất là vì 500 kể cho hết nhiều quá, thứ hai là người ta chưa có tròn, nhưng mà chắc chắn sẽ thành, chắc chắn sẽ thành. Nghĩa là trước mắt mình có được 510 vị nha, trước mắt. Mà sau 510 vị này còn nhiều nữa, người ta đây người ta chỉ lựa những nhân tuyển nào gần nhất. Chứ hạn như ở Mỹ đó, là coi như muốn làm tổng thống đó, thì cái tiêu chuẩn mà thấp nhất là anh phải từng làm thống đốc tiểu bang, thấp nhất cái tiêu chuẩn thấp nhất, thống đốc một tiểu bang, anh từng làm thống đốc một tiểu bang. Yeah. Từ từ đó anh mới bắt đầu anh đi vô trong 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 cái cuộc, anh mới có mặt trong cái cuộc chơi gọi là tranh cử. Yeah. Anh phải làm nghị sĩ, làm ông nghị, bà nghị, anh mới nghĩ đến chuyện anh làm, anh đi tranh cử. Thì ở đây cũng vậy, cái người mà sẽ làm tổng thống Mỹ sau này nè, thì người ta chỉ kể đến những người hiện giờ đang làm nghị sĩ, đang làm thống đốc thôi. Chứ còn mình mà những cái người hiện giờ đó là đang là
Một ông bác sĩ, một ông luật sư, đang là một sinh viên, đang là một đứa bé thì người ta chưa có kể, mà thật ra mấy người đó, sau này họ sẽ làm việc vị tổng thống Mỹ, nhưng mà có điều chỉnh xa lắm. Mà chuyện trước mắt người ta chỉ kể những ai đang làm thống đốc tiểu bang, những ai đang làm thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ trong nghị viện quốc hội Mỹ thôi nha. Đây cũng vậy, thì là đây Đức Phật trả lời như vậy đó. Ngài trả lời là dầu có giải thoát gì đi nữa, có tìm được lối thoát nào đi nữa, mình phải luôn luôn, phải luôn luôn, luôn luôn là hướng tới, luôn luôn là hướng tới cái cứu cánh niết bàn. Rồi xong. Bây giờ bên đây là đã là bây giờ mới có 6 giờ đúng thôi, không lẽ mình ngưng ở đây hết trời. Các vị còn thời gian để nghe bài nữa không? Ok, như vậy thì tiếp theo mình học một bài nữa là bài Kinh Tài Văn Á. Bài Kinh Tài Văn Á. Kinh Tài Văn Á. Bài Kinh Tài Văn Á, cho tôi xin kinh Chánh Kinh nhé. Không còn cái người nào mà giúp tôi cái phần này nữa. Để làm áp ở đây nó phải làm được cái chuyện đó, tức là cho tôi xin cái Chánh Kinh và cái chú giải Pali. Mà tôi xin nói trước là vị nào mà muốn truyền nghề lên cho cái người thừa kế mình á, thì cũng chỉ cho người ta cái cách làm cái vị biết mà chứ còn mình nhờ miệng, mình nhờ suông mà mình không có bài cho người ta thì người ta đâu có làm, thì nó kẹt như vậy. Tôi cũng làm được nhưng mà nó mất công, bởi vì tôi vừa nói mà cái tay tôi phải vừa làm việc, chứ còn tôi làm được. Nhưng mà cái biết nó căng thẳng lắm, không có gì nó sướng cho bằng là mình vừa nói ra là có cái chữ nó hiện trước mặt mình, cái đó là sướng nhất nghe. Chứ còn mà khi mà tôi đang giảng mà tôi ngừng lại, tôi làm cái chuyện đó thì cái bài học nghe nó mệt lắm. Đúng ra đó, nếu mà quý vị mà coi như là có cái lòng cầu học đó thì nghe nó hơi trục trặc chút cũng ráng chịu. À, nhưng mà cái học mấy vị quen quen nghe mấy cái râm kia là nghe nói thao thao bất tuyệt. À, ông giảng sư ông không có ngưng, nó quen rồi. Còn ở đây tự nhiên lâu lâu nghe không im mất ru, im ru là bởi như vậy. Đây bây giờ đó, ở trong Chánh Kinh mới nói thế này nè, có một vị thiên tử tên là Tà Danh Ác Pura Na Tất Tất Cà Rô, có nghĩa là kiếp trước từng là một một ông giáo chủ ngoại đạo. Thích Thất Ca Rô là giáo chủ ngoại đạo. Giáo chủ ngoại đạo thì trong chú giải mới hỏi thế này, trong chú giải mới nói thế này, trong chú giải mới nói thế này. Đâu chú giải đâu, chú giải mới nói thế này nè, là ngoại đạo mà làm sao có thể sanh thiên. À, trong chú giải có cái câu đó, chú giải của cái câu đó đó, chú giải có cái câu đó. Gọi là ayang panna lip thing up ta đi ta ba thang sắc kia ni bắt tu chỉ một cái đối, một cái ngoại đạo mà tà kiến như vậy đó. Thì làm sao mà có thể sanh thiên. Thì trong đây mới nói thế này nè, cầm nó qua đi tà chứ, có nghĩa là tuy là ngoại đạo, tuy là có những cái tà kiến, nhưng mà vị này lại là một người tinh lý nghiệp báo. Bây giờ tôi đã nhét tờ giấy rồi, tôi không có đánh máy được nha, cho nên bà con làm ơn đánh giùm tôi cái chữ câm nó qua đi đi, câm nó qua đi, câm nó qua đi. Khổ sao nó cái máy này có cơn, cái máy này có cơn. Bữa nay ở bên Đức là thứ bảy thì tuần sau tôi đổi, nhờ họ lấy cái khác lại. Chứ bữa nay thứ bảy rồi, tôi nhờ họ lấy cái khác lại, không có vụ mà nhét giấy mệt quá. Alo, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Dạ rồi, tốt rồi. Thì ở trong đây chúng mới hỏi, thì trong đây mới trả lời thế này, là bởi vì tuy là ngoại đạo có những cái tà kiến, nhưng mà vị này là cái người câm nó qua đi, là cái người tin cái lý nhân quả nha. Và ở trong
ở trong 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 tương ưng bộ, trong tăng chi bộ kinh, đọc trong tăng chi bộ kinh, Đức Phật ngài từng dạy thế này: này các tỷ kheo, ta chưa từng thấy một cái ngoại đạo nào mà sau khi chết được sanh thiên, ngoại trừ những người câm máu va đi. Câm máu va đi tức là những người tinh lý nhân quả nha. Và sẵn ở đây tôi cũng xin nói lên một chữ nữa, có nghĩa là trong tiền kiếp trước khi thành Phật á, thì Bồ Tát của mình á, có một cái kiếp đó, ngày 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 tu cái hạnh nhẫn nhục, có nghĩa là mỗi việc có một ông, những ông mà đạo sĩ tu, bạn bè với ngài, ông thì mỗi ông tu hạnh, có ông này ăn tu cái hạnh ăn ít, có nghĩa là mỗi ngày là chỉ ăn sao vừa đủ để sống thôi, ôm đói thiếu sinh tố cũng được, miễn sao là ăn ít hơn mọi người thì đó là tu. Rồi có ông là chủ trương cái hạnh ở dơ, có nghĩa là không tắm rửa gì hết, mà coi như là không tắm giặt gì hết, đó gọi là tu. Rồi có ông thì xương rồi ngâm nước mùa đông vân vân, nói chung là nhiều hạnh tu, nhưng mà riêng ngài đó thì ngài tu cái hạnh đó là hạnh tham nhẫn. Cái kiếp đó, cái kiếp đó ngài phát nguyện là tu hạnh tham nhẫn, có nghĩa là ngài coi cái chuyện mà người ta đấm, người ta chửi, người ta xúc phạm đó, là một cơ hội tốt để mà ngài thử cái hạnh tham nhẫn. Chính vì vậy cho nên ngài được người ta gọi ngài bằng một cái tên gọi là Khanh Tí Va Đi. Tại sao tôi bây giờ tôi mới kể vì nghe, tại sao tôi lại kể chuyện này là bởi vì đang nói về cái chữ câm máu qua đi là người tinh lý nghiệp báo, người chủ trương nghiệp báo nha. Thì chữ Khanh Tí Va Đi ở đây nó có nghĩa là cái, có nghĩa là nhẫn giả, hay là cái người chủ trương cái hạnh hạnh cam nhẫn đó. Cái chữ Khanh Tí Va Đi là nhẫn giả, không biết ở đây trong rung ai biết nhẫn giả không ha, ninja đó. Nhưng mà làm ơn nhớ đó nha, cái chữ ninja ở đây nè, nó nói thì chữ Hán là nhẫn giả, nhưng mà nó là cái hiểu lầm. Ninja là mấy thằng cha mà bịt mặt mà trong phim Nhật, không phải nha, nhớ dùm cái đó, nhớ dùm. Nhưng mà cái chữ đó là chữ rất là hay, chữ ninja ở đây nè, nó có nghĩa là tiếng Hán là nhẫn giả. Giống như các vị có biết cái chữ gây ra không? Gây ra trong tiếng Nhật á, gây ra là mấy cái cô mà ca kỹ của Nhật Bản á, là so phấn son rồi mà hay lắm. Việt Nam mình á là có mấy cô mà cô đào, mấy cái đào nương là mấy cái cô đầu ở miền Bắc á, tức là mấy cô là biết hát nhịp điệu. Nhà thơ, mấy nhà thơ như Nguyễn Công Trứ vân vân hồi xưa đó, Cao Bá Quát là cứ việc là cứ viết ra mấy cái bài hát là mấy cô nhìn liếc qua là có biết có hát, cổ phân xoan phân điệu rồi cổ hát hay lắm. Nhưng mà chưa có ghi góp, bởi vì cái cô, mấy cái ả đào, mấy cô đầu, mấy ả đào hoặc là mấy cái đào nương, mấy cái ca nương của miền Bắc mình không có được ghi góp bằng mấy gây ra của Nhật đâu. Của Nhật quý vị biết internet, bị đọc tiếng Anh ha, quý vị vào internet quý vị tìm cái gây ra, nó từ cái tiếng Hán là nghệ giả. Nghệ giả là ghi nghe là gây ra nha, là họ chỉ bán nghệ chứ không có bán thân, họ không phải là gái điếm, mà chỉ bán nghệ, nghĩa là họ đờn ca hát sướng chữ nghĩa rất là giỏi. Gọi là gây, chứ tôi đi xa thì phải là bởi vì sẵn nghiệp tôi cho có biết một số chữ nha, một số chữ gây ra là nghệ giả, còn ninja là nhẫn giả. Nhẫn giả là cái mình thấy ở trong cái võ đường của họ, trong cái hội trường của cái trung tâm của họ đó, để chữ nhẫn to lắm, chữ nhẫn trong tiếng Hán là mình thấy nó là trên là chữ đao, bộ đao, đao là cái con dao, cái ở dưới có chữ tâm, nhẫn giả, chữ nhẫn, chữ là chữ nhẫn. Thì cái người đúng ra đó, cái lý tưởng của nó thì nó hay lắm, nhưng mà hành động rất là bậy, nó đi giết chóc rồi nó ám sát, nó thủ tiêu làm việc mà ám theo cái lệnh của ông sếp. Chứ đúng ra cái chữ nhẫn giả đây có nghĩa là cái người này là họ có khả năng chịu đựng mọi thứ rất là giỏi, giỏi lắm. Chịu đau đó là giỏi, chịu lạnh đó là giỏi, chịu nóng đó là giỏi, chịu đói khát đó là giỏi, chịu đựng mọi thứ thử thách. Nếu mình nên ra thứ thiệt thì được, Khanh Tí Va Đi. Thì tôi muốn nói một cái xa như vậy, tôi trở lại cái bài kinh đó là
cái ông thiên tử này ông xuất thân là một ngoại đạo, mà ông được sanh thiên bởi vì ông là cái người câm qua đi, nghĩa là cái người tin tưởng cái nghiệp báo, cái thuyết nhân quả, thì tối thiểu mình tu hành mình xì xìu ảnh ảnh hay nữa, nhưng mà mình là người có cái tinh lý nhân quả thì cũng còn có đường lên. Vì trong đây có nói rõ thế này là đâu có chú giải đâu, đây ổng bởi vì ổng là cái người tinh lý nghiệp báo. Y sắc cái đắc bút sa upo sa ta phát ta đi ni ada si ana, ổng là người biết bố thí thực phẩm. Cái này mà nếu mà nói dài nó đủ rồi, nó dài lắm. Cái upo sa ta phát ta này có nghĩa là gì? Upo sa ta là bố tát, phát ta là bữa ăn hay là cơm hay là thực phẩm. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói có những người cư sĩ ấy, mà nếu mình ở một cái chỗ mà không có chư tăng ấy, mà kể cả có chư tăng nữa, kể cả có mấy tăng đi nữa, mình vẫn có thể làm được chuyện này. Có nghĩa là cái ngày bạc quan trai một tháng 8 ngày đó, thì mình vô chùa mình làm phước đã đành rồi. Nhưng mà trường hợp như không có, hoặc là mình không thích, mình không quan hỷ với tăng đi, thì mình có thể mời những bạn đạo của mình, những người mình cũng thọ bát quan cho mình về nhà, nha, rồi mình tạo điều kiện cho họ có chỗ hành thiền, đọc sách, yeah, nghe pháp, nghe là bằng internet, ví dụ như vậy. Nhưng mà đại khái bữa đó mình đãi ăn cho họ nguyên một ngày như vậy, hoặc là trong chùa cái ngày bố tạng là cái ngày mình cúng dường thức ăn cho tăng ni, thì cái cơm nó được gọi là cái vô sa tháp phát tạng. Nhưng mà ở đây có cái chữ a đi nghĩa là vân vân, nghĩa là sao? Có nghĩa là có nhiều cái dịp để mà mình bố thí, có nhiều dịp để mình bố thí. Ví dụ như trong kinh nói cái người sắp đi xa cũng là cái dịp, cái người ở xa mới tới mình cũng là cái dịp để mình bố thí, cái người bệnh đang cần thiết cái sự hỗ trợ mà mình cho họ cũng là cái dịp bố thí, rồi người ta đang đói, người ta đang khát cũng là cơ hội để mình bố thí, rồi những cái dịp lễ lạc họp mặt của đông đảo thiên hạ về thì đó cũng là cái dịp để mình bố thí, nhiều và nhiều lắm những cơ hội để mình làm phước. Thì cái ông này tuy ông là ngoại đạo nhưng mà ông là người rất là rộng rãi, ông thích bố thí. Thứ hai nữa đó là sao? Hôm nay có nói rõ nè, anatha năng quá tăng bát thế đề xí. Anatha năng tức là các vị còn nhớ một cách cô độc không? Anna thác tinh đi cát. Anna thác tinh đi cát là cấp cô độc. Từ đó ông hỗ trợ cho mấy cái người mà cơ nhở homeless. Anatha có nghĩa là những người mà homeless. À, anatha là homeless. Đây có những chữ phải nhớ nha. Có những chữ mà nếu mà quý vị mà còn trẻ đó mà muốn học chữ Pali mà biết mấy chữ thì cũng hay. Anatha là homeless. Còn Việt Nam mình có cái chữ hàng độc, có phải nhớ không? Biết trong room được có ai biết chữ hàng độc không ta? Thì cái món nào mà nó unique, nó unique quá, unique. Cái món này mà người ta muốn tìm một cái món mà giống như vậy là phải dễ nha. Thì hiện nay gọi là hàng độc. Trung Trung không biết có còn nghe không? Rồi Việt Nam nó gọi là không đụng hàng đó. Thì tiếng Bali gọi là A-Sang. A-Sang kinh á. Đó, A-Sang kinh á là hàng độc. Mà cứ lâu lâu tôi cho thì có nghe như hôm qua. Nó có cái chữ gọi là hoàn thành nhiệm vụ đó. Thì Bali gọi là Kichawosan á. Nghĩa vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Thì trong trường hợp đó đó, trường hợp đó tiếng Bali gọi là kích cho vua xa đó, là hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, sẵn cái chữ thì mình biết được mấy chữ này vẫn là hay nhé, vẫn là hay. Kích cho vua xa đó, còn cái hàng độc tức là săn kinh đó. Mà cái chữ kinh á đây nó hai chữ n làm ơn chấm ở dưới giùm nha. Còn chữ á xăng á, á xăng á thì cái chữ n mà trước chữ k đó thì mình chấm ở trên đầu đó. Viết giùm tôi rò không no no kinh á là n chấm dưới, hai chữ n mà nó chấm dưới xăng kinh á, chấm dưới cái là hàng độc, là không đụng hàng đó, những thứ mà không đụng hàng là rồi phải. Đây là cái chữ này đó, là mình nếu mà mình biết mấy chữ thì nó vui chứ có chết đây rồi đâu, tại sao không biết nha. Rồi cái chữ câm nó qua đi cũng vậy, cũng nên nhớ biết cái chữ này chữ rất là quan trọng. Thỉnh thoảng Đức Phật hay nhắc cái chữ này, câm nó qua đi là cái người tinh lý nghiệp báo,
Để sẵn cái dịp đó tôi mới nhắc đến chữ khanh tiếng Pali, cái là nhẫn giả. Nhưng mà với một định nghĩa rất là đặc biệt, là nhẫn giả đây là cái người chủ trương cái hạnh tinh hạnh hạnh kham nhẫn, cái người sống bằng cái hạnh kham nhẫn, chứ không phải là nhẫn giả là mấy thằng cha những bổ bịt mặt nha, không phải nha. Mình chỉ dùng cái chữ đó thôi, chỉ dùng cái chữ thôi. Rồi ở đây cái ông này ông nói cái gì? Ông này á, ông xuống nói với ngài á, ông nói với ngài: ôi này Bà La Môn, tinh tấn cắt dùng nước đoạn trừ tiếng việt một tháp dùng dùng ẩn sĩ không đoạn dục rồi. Ông này đó, ông theo chú giải nói đó là tuy xuất thân ngoại đạo nhưng mà nhờ làm lành ông được sanh thiên. Nhưng mà khi đã sanh thiên rồi nó thì ông thân cận với bát giác bậc thiền trí, các cái vị trời mà có cái chánh kiến, có trí tuệ, có niềm tin, rồi ông xuống hầu Phật nghe pháp, rồi cuối cùng ông trở thành một người chánh kiến hẳn thôi. Và cái bài kệ này nè là trong chú giải nói là thu gọn, thu gọn, nhớ nha, bài kệ này là bài kệ này tiếng Bali gọi là ta janai gatha. Ta janai là tên của ông nội đó, tên của ông mà ta janai gatha là của kệ nha. Ta janai gatha, cái bài kinh này nó được Đức Phật ngài đặt cái tên là ta janai gatha, tức là ngài nói rằng bài kinh này là bài kinh thu gọn cái nội dung giáo pháp, thu gọn cái hành trình tu hành của một vị tỳ kheo nói riêng và của người cầu đạo giải thoát nói chung nha. Bài kinh này đã được Đức Phật khen như vậy đó. Ngài khen đây là ngài đặt tên là Tajanagatha, tức là bài kệ của ông Tajana. Và ngài nói rằng bài kệ, cái bài kinh này là cái bài kinh mà có nội dung là căn bản, làm cái căn bản, làm cái cơ sở, làm cái nền tảng cho phạm hạnh nha. Bài kinh này ngài gọi là bài kinh, để coi bài kinh à đi áp tất sanh hết ta. Tôi sẽ giải thích sao, nhưng bây giờ tôi đang viết này trước. Áp tất sanh hết ta là helpful, helpful đó, có nghĩa là cái chữ này là sao hả ông Dương Tiêu? Ông Dương Tiêu dịch giùm tôi chữ này đi. Very helpful là rất là đắc dụng, rất là hữu ích. Rồi cái chữ thứ hai nó là Adipramacharika. Adipramacharika có nghĩa là nền tảng cho phạm hạnh. Cho chi? Cho cái cuộc tu đó. Adipramacharika là nền tảng cái phạm hạnh cho cuộc tu. Cái bài kể này đó thì ông nói thế này, ông nói rằng là cái ý này tôi đưa cho chú giải, tôi giải thích thôi. Ông nói cái người tu hành á, chuyện đầu tiên á, ông nói cái chuyện người được tùy chuyện mà chuyện quan trọng nhất của người tu hành là tinh tấn không có lười biếng, tinh tấn không có lười biếng, mà tinh tấn đây là tinh tấn là cái gì? Việt Nam mình có những cái cách nói chung chung, thôi ráng này con ráng, mà ráng này là cái gì? Ráng này tức là tinh tấn đó, nhưng mà mơ hồ với mấy kia nhỏ ráng cái gì? Mà trong đây nó trong đây trong kinh điển cũng rõ ràng cái tinh tấn là tinh tấn cái gì? Tinh tấn bỏ ác mà hành thiện thì gọi là tinh tấn nha. Thì ở đây nó ông nói cắt đứt cái dòng chảy, đây là chỉ cho cái gì? Cắt đứt dòng chảy đây tức là cái chữ sô tá là dòng chảy. Biết sáng nay tôi không có biết là tôi có đủ thời gian để giảng cái kinh này không, bởi vì tôi có một cái điều thói quen mà cũng là cái tâm nguyện là hãy nói gì mà nói cho nó rốt ráo. Cái chữ sô tá này các vị còn nhớ chữ sô tá tâm ná không? Sô ta tâm ná,
Rồi phải rồi, đúng rồi, nhập lưu, phải rồi, phải rồi, phải, phải. Phải rồi, nhập lưu. Chỉ cái chữ sô tát đây là cái dòng chảy. A pan ná là đi vào. Tiếng Mỹ thì kêu là stream enter. Mấy kinh tiếng Anh đó, trong mấy kinh tiếng Anh đó, để là stream enter. Có nghĩa là cái người đi vào cái vòng, đi vào cái dòng chảy là sao? Có nghĩa là nước nó đã vô trong ăn sâu rồi. Có mấy lần tôi nói với vị còn nhớ không? Nước đã đi vô trong ăn sâu rồi. Nước đã đi vô ở trong nước đã đi vô cái người, là người đi vô, cái người bước vào, cái người bước vào, hay là cái người đi vào cái dòng chảy, cái người có mặt trong cái dòng chảy đó. Thì ở đây đó là mình thấy nó là mình không phải là nhập lưu, mình là phàm, cho nên mình mới trôi dạt trong cái biển sanh tử. Lúc thì mình tấp vô bờ này, lúc mình tấp vô cái bến kia, có lúc mình làm chư thiên, dục thiên, phạm thiên, rồi có lúc mình làm dạ so, atula, ngạ quỷ, trùng chế, cào cào, châu chấu, rùi bọ, chim sâu, vân vân. Còn riêng về cái vị mà đã có mặt trong cái dòng chảy là cái vị chỉ đi về một hướng, đi về một phương, không có trôi dạt lên đêm trong cái biển đời sanh tử mênh mông không bờ bến nữa, thì cái người đó gọi là nhập lưu. Thì ở đây cái chữ sô tát nó có nghĩa là cái dòng chảy nha. Thì cái dòng chảy nó có hai trường hợp. Thứ nhất là dòng chảy nó theo cái nghĩa positive, có nghĩa là cái nghĩa mà tích cực ấy. Thì ở đây chỉ cho cái dòng chảy của thánh nhân. Nhưng mà ở trong bài kinh này nè, cái chữ sô tá đây chỉ cho cái dòng chảy của phiền não, mà đặc biệt là tham ái. Sô tá ở đây nó có nghĩa là tham ái, gọi là tâm ha. Sô tá tức là cái dòng chảy của tham ái. Mình tu hành có nghĩa là mình cắt đứt cái dòng chảy này, mình làm một cái đập, làm một cái đập để mà mình cái đam á, để mình ngăn chặn không cho nó tiếp tục chảy nữa. Mình bít nó lại, mình ngăn nó lại, ngăn nó, cắt ngang cái dòng chảy đó, cắt ngang cái dòng chảy. Bây giờ cái bài kệ này có nghĩa là gì nè? Bài kệ này có nghĩa là gì? Người tu hành là nỗ lực nhẹ cắt ngang cái dòng chảy của tham ái, không để mình tiếp tục đam mê trong năm cảnh dục nữa. Cái câu trả lời của Đức Phật là sẵn sàng như vậy. Người tu hành là xin lỗi, cái ông thiên tử cũng ông thưa với Đức Phật đó, là cái người tu hành là phải tinh tấn cắt đứt cái dòng chảy của tham ái, không còn tiếp tục sống đam mê trong năm trần nữa. Nếu mà không có người giải thích, mình chỉ liếc mắt mình đọc một mình đó, thì cái bài kinh này cũng có gì hết. Nhưng mà nó sâu, cái bài kinh này sâu lắm, đáng Đức Phật gọi kệ đọc. Đây là một trong những bài kinh mà hiếm hôi mà chính Đức Phật ngài đặt tên. Của người khác nói, không phải lời của ngài, nhưng mà ngài đặt tên cái bài kệ, ngài đặt cái tên cái bài kinh đó. Và đồng thời ngày chính ngày kêu gọi chúng ta nên học thuộc lòng cái bài kệ này, dễ sợ như vậy. Đây là chuyện rất là đáng quan tâm nha. Các vị học kinh từ trên xuống, có cái bài nào được như vậy hay không? Không có, chỉ có bài kinh này thôi. Lâu lâu mới có một bài thế này nghe. Có những trường hợp Đức Phật ngài dạy rồi, hãy này các tỳ kheo, đây là một cái bài kệ mà có cái nội dung thu gọn cái đời sống phẩm hạnh, hãy ghi nhận, hãy thọ trì, hãy học thuộc lòng bài kệ này đi, hãy thuộc lòng cái bài kinh này đi. Lâu lâu mới có một cái bài như vậy. Thì cái vị này mới thưa với Đức Phật rằng là người đời tu là tinh tấn cắt ngang cái dòng chảy của tham ái, không còn tiếp tục thích nữa. Hồi nãy đầu buổi giảng tôi nhớ tôi có nói rồi, đừng coi thường cái thích của mình. Vì Tây có một câu hay lắm, anh nói cho tôi biết anh thích cái gì, tôi sẽ cho anh biết con người anh là ra làm sao. Tôi biết trong rung mình có ai tin cái câu đó không, chứ tôi là người tin luôn. Tôi nhắc lại, anh hãy cho tôi biết anh thích cái gì nhất, thì tôi sẽ cho anh biết con người của anh nó như thế nào. Mình tại sao mình làm chó, làm heo, làm mèo, làm rùi, làm muỗi, là bởi vì mình có những cái thích quá thấp. Mà tại sao mình bị làm phạm thiên, làm dục thiên, làm chuyển nương vương, làm đế thích, là vì mình có những cái thích cao cấp. Có những cái mình không thích nữa, hoặc là cái thích mình nó cao cấp, thì mình sẽ không có bị đọa. Còn mình thích những cái thấp kém thì mình sẽ sanh về cảnh giới thấp kém. Và không thích gì hết
thì không còn tái sanh luân hồi nữa. Nhớ dùm cái đó, chỉ thích trong đạo Phật nó quan trọng đến như vậy đó. Và mấy các vị còn nhớ là do vô minh tung tư đế mới dẫn đến ba hầm, các vị còn nhớ cái câu đó không ta? Còn nhớ cái đó không ta? Do vô minh tung bốn đế đời, do vô minh bốn đế dẫn ba hầm là vậy đó. Có nghĩa là chính vì không có biết bốn đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, cho nên mình mới còn thích cái này, mình còn thích cái kia. À, là chính từ cái thích này nè, nó mới đưa mình xuống ba cõi sáu đường nha. Có những cái thích nó đưa mình đi lên phạm thiên, thích thiền đi phạm thiên, thích bố thí trì giới nó đưa mình về dục thiên, còn mà thích ba cái tào lao tương tướng nó đưa mình xuống bốn đường khổ nha, xuống bốn đường khổ. Thích sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm là chỉ biết cái đó mà không có làm công đức. Nhưng có những người họ thích cả hai, vừa thích hưởng thụ mà thích làm công đức thì họ còn còn có chỗ thoát, còn được sanh làm về cõi dục thiên, đau lợi dạng ma đủ sức được sanh làm người vân vân. Còn mà nếu mà cái thích mà về bất thiện mà nó nặng quá, nó không còn chỗ chỗ cho nó cái thích mà bố thí trì giới nữa đó, thì coi như là chỉ còn đường đi xuống thôi nha. Cho nên đó là trong đây mới nói tại sao mà cắt đứt cái dòng chảy của tham ái nó quan trọng như vậy, là bởi vì một cái câu công thức rất là gọn: anh thích cái gì thì anh sẽ đi về cái cảnh giới tương ứng với cái thích đó. Là mình nhớ được cái đó, anh tôi nhắc lại, anh thích cái gì thì anh sẽ đi về cái cảnh giới. Cái đây là một câu nữa nha, là thưa cái câu này là một câu khác không mắc mới gì hết. Những câu này cả hai quan trọng là cả hai câu đều đúng hết. Câu thứ nhất là anh nói cho tôi biết anh thích cái gì thì sẽ cho anh biết con người như thế nào. Rồi câu thứ hai là anh cho anh biết bạn anh là ai thì tôi sẽ cho anh biết anh là ai. Cũng được, cả hai câu mỗi câu ý nghĩa khác nhau, nhưng mà mình muốn giống nhau cũng được. Cái chữ bạn này có nghĩa là gì? Anh thích gần với ai nhất? Anh thích gần với ai nhất? Anh thích tiếp cận cái gì nhất? Anh thường enjoy cái gì nhất? Cái chữ bạn ở ngoài đời nghĩa nó nghèo, như trong trong kinh nghĩa nó rộng lắm, mà cả hai câu là trước đều là của Tây phương hết nha. Nhưng mà nếu nói theo kinh Phật á, thì cái hai câu này ý nghĩa nó muốn khác cũng được mà muốn giống cũng được. Có nghĩa là anh gần gũi với cái gì nhất, anh thường approach cái gì nhất, thì anh sẽ đi về cảnh giới mà tương ứng thích hợp với cái đó đó, với cái nhất đó đó. Thì ở đông này mới nói thế này: tu hành là cố gắng cắt đứt cái dòng chảy của những ưa thích là vậy đó. Nó quan trọng ở chỗ đó. Tôi nhắc lại, mình thích trong cái gì thì mình sẽ đi về chỗ đó. Cho nên tôi là một tu sĩ Phật giáo, nhưng tôi thưa thiệt cái bà con, tôi không có mặn mà lắm cái chuyện cầu siêu cầu an. Là tại vì sao? Là bởi vì đó, cái người mà đang nằm trước mặt tôi, trước khi mà tôi đến tụng kinh đó, họ có một cái đời sống nội tâm nghiêng về cái gì nhiều nhất? Nghiêng về cái gì nhất? 99% không phải là Phật pháp. Cho dù họ là một người cư sĩ có pháp danh luôn, có quy y luôn, có giấy tờ chứng nhận luôn, thì cái đời sống thường nhật của một người cư sĩ theo tôi được biết, dầu là Việt Nam hay là ở hải ngoại, thì mình liếc mắt mình thấy rồi, là cái đầu của họ trong 24 giờ đồng hồ đó, cái mà họ coi như là focus nhiều nhất không phải là Phật pháp. Bây giờ nằm ngáp ngáp hả? Kêu tăng ni thì chùa tới tụng kinh, tụng cái nỗi gì? Là bởi vì cái họ focus không phải là Phật pháp, không phải là chuyện tu hành nha. Cho nên bây giờ mà họ có đi đó, là họ sẽ đi về cái chỗ nào mà họ thường nặng lòng nhất. Mấy quý vị có nghe cái chữ nặng lòng không ta? Nặng lòng có nghĩa là mình coi nặng, mình coi trọng một cái chuyện gì đó gọi là nặng lòng nha. Thì mình nặng lòng trong cái gì nhất thì mình sẽ đi về đó. Cho nên khi mà cầu an cầu siêu, tôi dòm cái mặt mà nó nằm ngáp ngáp, nó nghĩ cái mà bình thường cái tay này mà còn lúc bình thường nó khỏe mạnh, nó ngon lành, lâu làm gì có Phật pháp trong lòng nữa, làm gì có hả? Bây giờ tụng là tụng cái nỗi gì? Cũng giống như là cái cục đá mà liệng với sông, rồi bây giờ cả đá mà quỳ mà lạy nó, kêu nó nổi lên nổi cái nỗi gì nha. Tôi biết tôi nói cái này sốc nhiều người lắm, nhưng mà phải nói thiệt, tôi thương cái vị tôi mới nói thiệt chứ. Tụng tụng cái gì? Bởi vì nếu mà mình kiểu tào lao thiên tướng như vậy đó, mà tụng mình nó lên thì quá sướng rồi nha.
Sướng mà, người ta đâu có cần 6 năm khổ hạnh trong rừng, người ta đâu có cần mà nhịn ăn nhịn uống rồi ăn mặc tả tơi sống trong núi cao để mà thiền định, đâu có cần. Bởi vì là cứ là tụng kinh là nó hết rồi. Nếu mà nói rằng là tụng kinh cầu nguyện mà nó hết rồi, như vậy thì những cái kẻ nào mà tu hành tinh tấn nhịn ăn nhịn mặc cái núi là đầu đà khổ hạnh, những kẻ đó là ngu hơn mình hay sao, căn cơ thấp kém hơn mình hay sao, bởi vì họ tu cực quá. Còn mình coi như hưởng cho đã đời ông địa rồi, cứ tụng cái nó lên nè, có người tưởng tượng mình tụng cái nó lên nè, tụng cái là thành thánh, tụng cái là siêu. Như vậy thì những người nào mà lên núi mà tu cực là những người ngu chứ còn gì nữa, phải không? Họ lựa cái con đường mà coi như là cực khổ khó đi nhất họ đi, như vậy không phải ngu chứ còn gì nữa. Đôi khi mình cứ hưởng cho đã đi, là cái ngáp ngáp đó có người họ là tụng cho mình này, nghĩa là con đường nó dễ đi, nó trơn tru biết là bao nhiêu. Nhưng mà nó không phải như vậy, nó không phải như vậy. Cho nên trong đây mới nói nè, tu hành là tinh tấn cắt đứt cái dòng chảy của những ưa thích. Và trong đây mới xác nhận theo nữa nè, cái người không đoạn dục thì đừng hòng chứng thiền định. À, cái chữ thiền định ở đây tiếng Bali kêu là ekatta, trong chỗ ni nè kêu là ekatta. Ekatta ở đây nè nó đồng nghĩa với là ekatta, rồi nó đồng nghĩa với gì, với là samadhi, rồi nó đồng nghĩa với cái gì, với chà nè. Đấy, làm ơn ghi giùm nha. Ở đây nè, cái chữ ekatta ở đây nè nó đồng nghĩa với e, nó là nó ekatta để đồng nghĩa với ekatta, nó đồng nghĩa với samadhi. Ekatta là nhất hành đó, nhất hành, nó đồng nghĩa với samadhi, đồng nghĩa với chà nè. Mà tại sao tôi khi tôi giảng thì cố ý tôi để cái chữ Pali chi vậy, là bởi vì để cho bà con có thể đi lục lạo trên internet nha, lục lạo internet. Và tôi cũng xin chân thành có một cái đề nghị là mình nghe giảng cái gì đó mình xin hỏi cái ông mà giảng đó, mình có thể đọc thêm cái đó ở đâu nha. Đọc thêm ở đâu, tức là khi mình nghe chư tăng ni mình giảng cái gì mình xin cái địa chỉ link để mình đọc thêm dù gì đó. Chứ còn mà cứ nhắm mắt mà nghe cái giống như là ông thầy ông nói gì mình cũng nghe, ông ho ông ngái ông ngáp mình cũng coi là pháp thì chết nha. Tôi nhắc lại 1 tỷ lần đó là tại sao mình ăn mình cẩn thận, mình sợ cái này đó là nó đường nhiều, cái này cholesterol nhiều, cái này muối nhiều, cái này làm cho mình tăng xông nè, cái này làm cho mình bị cholesterol nè, cái này làm cho mình dư đường nè, cái này hại cho gan nè, cái này hại thận nè. Tại sao mình ăn uống mình cẩn thận, mà tại sao cái thức ăn cái tinh thần thì mình lại quá ẩu là sao? Tôi thắc mắc hoài cái đó. Ở bên thiền sĩ tôi có gặp một cái cô đó, cô thông minh, theo tôi là cổ là một trong những người mà tôi cho là thông minh mà tôi gặp trong đời tôi, rất là thông minh, tốt nghiệp đại học của châu Âu. Mà tôi nghe cổ phán một câu mà coi như là tôi hết muốn dòm cái mặt của cổ luôn nha. Tôi nhìn cái mặt của cổ mà tôi nghe nó nói câu mà tôi hết muốn nhìn mặt luôn. Hôm nay giờ tôi nói nặng nghe chứ tôi không muốn coi cổ là cái con người nữa, bởi vì không có tưởng tượng mà cổ nói được cái câu đó. Cổ nói rằng là Phật tử mà hiểu sai Phật pháp hả, Phật tử mà dốt Phật pháp hả, là tại vì quý sư chịu trách nhiệm. Hỏi cho kỳ vậy, cái cô nói tại vì tôi con đâu có biết gì đâu, tôi con đi làm lụng nuôi chồng nuôi con nuôi vợ nuôi cha nuôi mẹ hả? Tụi con đâu có học hành gì Phật pháp, mấy sư lâu lâu gặp một lần mấy sư dạy gì thì học cái đó. Cái câu này nghe rất là bình thường, tôi biết trong trong này nhiều người nghe quý vị nghĩ là tôi đã nói quá nặng lời, mà tôi nói thật, tôi nhìn sững có một lát, tôi nói tôi không biết bằng cách nào mà cô có được cái bằng đại học. Tôi nghi ngờ là cô có một cái quan hệ tốt với ai đó, với một cái hội đồng hay là một cá nhân nào đó, chứ tôi không tin là với cái não trạng đó mà cô lấy được bằng đại học của châu Âu. Cái cổ mở tròn cái con mắt của cổ ra, mắt chữ O miệng chữ O. Cổ tại sao suy nặng lời như vậy, tôi nói cô thử cô ngồi cô gác chân lên trán cô suy nghĩ cái câu nói của cô. Cô có phải là một con người bình thường không? Con là cư sĩ, con biết cái gì, tăng ni dạy cái gì thì con nghe cái đó. Tôi hỏi của một người tốt nghiệp đại học ở Âu Mỹ mà ăn nói như vậy đó, tức là người ta nói cái gì con nghe cái đó làm sao? Nếu mà cô nói như vậy bây giờ tôi kêu cô đi chổng đầu dưới đất, tôi kêu cô uống dầu lửa cô uống không?
Không, dứt khoát là không. Tại sao cô không uống? Tại sao tôi mời cô Coca, cà phê cô lại uống? Mà tại sao tôi đưa cô cái ca ăn con, tại sao cô không dám uống? Là bởi vì cô là con người. Cô là người đã trên 18 tuổi rồi nha. Bây giờ tôi đưa cái chai bia là cô đã không uống rồi, chứ đừng có nói là đưa cho cô chai dầu lửa. Vậy mà cô đành lòng cô nói với tôi là tăng ni giảng cái gì thì con biết đường đâu mà con biết đúng sai. Đúng, cái câu đó nó đúng có 10% thôi, là buổi đầu đúng, mình không biết gì hết. Tăng ni giảng thì mình nghe mình không biết gì hết, nhưng mà mình cũng phải ngồi ngẫm lại chứ. Nếu mình nói bây giờ tăng ni nói là con chỉ nhắm mắt con nghe, vậy tôi hỏi lại một câu rồi nha, là nếu lỡ hai vị tăng ni mà mỗi người nói ăn kiểu thì mình tính sao hả? Ông thì kêu mình ăn chay, ăn chay kêu mình ăn mặn, mình nói là sao? Một ông thì kêu mình tụng Di Đà, ông thì kêu mình tụng niệm Phật Di Đà, ông kêu mình niệm Phật Thích Ca, mình tính làm sao? Một người kêu mình làm dấu thánh, mình theo Chúa, mình tính làm sao hả? Cái đầu mình là ốc hay là tàu hũ hay là đất sét trong đó? Tại sao mình là người tốt nghiệp đại học Âu Mỹ, mình lại nói một câu mà nghe nó cực kỳ buồn cười mà nó đáng thương như vậy, là sao? Nó là con là cư sĩ rồi tăng ni, nó là sao con nghe vậy? Mà thời xưa thì tôi còn thông cảm, hồi xưa là không có internet, cái chuyện mà tìm được cuốn kinh để mà đọc để mà tra cứu nó rất là khó. Còn bây giờ có internet, trên Google biết là bao nhiêu thứ trên đó, mà cái trang web nào mà thấy trò chớn là không đọc nữa, kiếm qua trang khác, thiếu gì trên đó, một rừng kinh trên đó nha. Mà mình vẫn tiếp tục nói rằng tôi không biết cái nào đúng cái nào sai, thì tôi nói thật nha, có vấn đề. Bởi vì theo tôi biết một chuyện, tôi dốt, nhưng mà tôi biết một chuyện là tất cả các trường đại học của Âu Mỹ, tất cả, tôi phải gặp dưới chữ tất cả các trường đại học Âu Mỹ, dù anh học về cái ngành nào đi nữa thì anh cũng phải biết một chuyện, đó là cái reference, đều được học cái đó hết. Dù anh là một bác sĩ y khoa, nhưng mà anh phải có khả năng đọc, thì là nó kêu là mấy cái recommend book, bất cứ cái ngành nào, bất cứ cái ngành nào nó cũng có những cái hướng, là người ta hướng dẫn mình cái reference, đúng. Có nghĩa là bây giờ một bác sĩ ông không biết gì về đậu hồi, đúng, nhưng mà ông đã tốt nghiệp đại học của Âu Mỹ. Tôi cố ý tôi nhấn mạnh với Âu Mỹ, bởi vì Trung Quốc với Việt Nam, Campuchia tôi sợ, tôi không biết họ giống ai. Chính là Ngô Bảo Châu vừa rồi chửi cái nền đại học của Việt Nam không còn manh giáp nào hết nha, mình không giống ai hết, tôi không dám nói. Mà tính là học Âu Mỹ, là cái người tốt nghiệp đại học Âu Mỹ phải biết một chuyện, đó là trong trường hợp mà cần phải đọc sách, nghiên cứu, tìm hiểu về một cái lĩnh vực mà mình không biết đó, họ đều biết cái nguồn nào là cái nguồn gọi là tin được, cái nguồn nào là nguồn tin được. Chứ còn đừng có nói rằng là đây này, có cái này này, Mỹ đều có cái sách này này. Tất cả những người học đại học đều đây, ngành nào cũng phải có hết á. Người học đại học mà nói rằng tôi không biết đi tìm cái nguồn á, tôi không biết nguồn, không biết, tôi không biết, không biết đi tìm cái nguồn nào đó, tôi đọc, tôi hỏi các vị nha, tôi hỏi trong rừng, tôi lạc đề chút, trong rừng này các vị không có biết kinh Quran, không có biết Hồi giáo là gì hết, rồi các vị nào mà từng nói rằng tôi học đại học Âu Mỹ đó, các vị có cái nguồn nào đi tìm đọc từ kinh Quran hay không? Là các vị nói bây giờ trong sở tôi có cái thằng đó nó đậu hồi, cho nên bây giờ tôi về tôi hỏi nó, rồi nó giải thích cho tôi nghe. Tôi nói thật, nếu mà người nào tốt nghiệp đại học Âu Mỹ mà đi nói kiểu đó là tôi nghi cha này là chắc là có một lần chả có bỏ tiền ra cho giáo sư ra, chắc nếu mà đây là con gái chắc có qua đêm với giáo sư thì sao, chứ không không thể nào mà đi học Âu Mỹ mà khi đột nhiên mà tìm hiểu về đạo hội mà đi chạy vô sở kiếm cái thằng bạn mà đạo hội đó. Đúng, nó là một nguồn, nhưng mà một trong những nguồn, nhắc lại nó là một trong những nguồn chứ không phải là tất cả nha. Mà nãy giờ tôi đi lạc đề ra khỏi bài kinh là bởi vì tôi tức quá, tôi phải nói đậm ở chỗ này là không thể nào mình bán hồn tăng ni được nha, không thể nào, mình không thể nào làm chuyện đó được, mình phải tự mình lục chứ. Mà mắc cái chứng gì mà coi như mình đổ hết cho tăng ni làm sao? Ok, cho nên là cho đến bây giờ, nếu mà mình sáng nay mà cái cổ đó có nghe được, chắc cổ rất là giận luôn, nhưng mà cổ đồ của sáng mai đâu được. Tức là tôi nói tôi nghi ngờ cái bằng của chị, cái bằng đại học của cô làm ở đâu nó ra. Ok, bây giờ là mình tiếp tục cái bài kinh chế. Ở trong này nói rằng không lìa bỏ dục thì đừng hòng chứng được thiền, là vậy đó. À, cái phần này nó minh họa,
nó tô đậm cho cái điều này mà tôi đi giảng này nãy giờ đó, cái không bỏ ra năm dục là đừng hòng đi đâu xa là vậy đó. Bởi vì phải nói rằng là tất cả những cái gì mà mình thấy nó ngọt ngào đó, là do ở đâu, có vị còn nhớ không? Do ba nhân. Một là do tiền nghiệp quá khứ, hai là thấy chưa, quên mất rồi, mình thích hay là mình ghét cái gì đó nó bao do ba nhân. Một là tiền nghiệp quá khứ, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống hiện tại. Dạ đó, làm ơn nhớ dùm cái đó. Thích hay là ghét cái gì đó nó do ba nhân. Một là do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô cái hoàn cảnh nào đó đó, rồi hai là cái khuynh hướng tâm lý của mình, rồi cái thứ ba là cái môi trường sống hiện tại. Rồi tôi nhớ cái này tôi nói không biết bao nhiêu lần trong trung còn nhớ không. Vì chỉ thứ nhất nè, do cái nghiệp nó đẩy tôi vào làm người ý, đó là cái tiền nghiệp. Do cái nghiệp nó đẩy tôi làm người ý, rồi từ rồi cộng với cái khuynh hướng tâm lý của tôi là tôi thích ăn ngon, tôi coi nặng chị ăn uống. Rồi cái thứ ba là vô cái môi trường hiện tại là tôi đang sống ở Ý. Mà cái đầu tiên là do nghiệp tôi mới đi về Ý chứ. Rồi thứ hai là cộng trung hệ này, dân Ý này, rất là thích ăn dầu ô liu, rồi chưa kể đáy ô liu, ăn dầu ô liu rất tốt cho tim mạch và ngăn ngừa được vô số bệnh tật. Thì cái đó, chính cái đó nó còn góp phần củng cố cho cái chuyện mà tôi ăn dầu, ăn trái ô liu nhiều hơn nữa. Như vậy thì rồi mình ghét cũng vậy. Mình ghét cái gì đó là cũng do tiền nghiệp quá khứ một phần, rồi do khuynh hướng tâm lý và do môi trường hiện tại, chứ không phải là do một thứ không. Mà tới đây tôi biết có nhiều người ngạc nhiên tại sao người nói rằng là mình ghét cái gì đó cũng do tiền nghiệp. Có chứ, chính vì nghiệp nó đẩy tôi về Ý làm người Ý, cho nên tôi không có chấp nhận được một số thức ăn của người Nhật. À, đã có cái chuyện đó. Vì tôi là người Ý cho nên nó có nhiều món mà nó không phải là của người Ý thì tôi không thích. Tôi là người Ý, tôi không có ăn được cái đồ ăn của miền Nam Việt Nam. Tôi là người Ý, tôi không có ăn được cái đồ tứ xuyên của người Tàu. Tôi là người Ý, tôi không có ăn được cái đồ của dân Tây Tạng. Mà hãy bây giờ ép tôi ăn là tôi bực mình. Như vậy thì cái ghét của tôi một phần cũng do nghiệp đi. Do cái nghiệp nó đẩy tôi làm người Ý. Rồi khi tôi làm người Ý thì tôi không chấp nhận cái gì không thuộc về người Ý. Các bạn nghe kịp chưa? Rồi đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là do khuynh hướng tâm lý nữa, tức là do tôi là người không thích gì ăn uống. À, cho nên tôi thấy việc mà phải ăn một cái món mà lạ lùng, cái tập làm quen anh làm cho biết, tôi nghe câu tôi bật lắm nha. Cho nên tôi chính vì một phần tâm lý nữa cho nên tôi ghét cái món đó. Rồi cái thứ ba đó là do môi trường hiện tại, là tại vì tôi đang sống ở Ý nha, đang sống ở Ý cho nên cái món ăn Tây Tạng đó tôi khó nuốt lắm nha. Như vậy thì cái thích cái ghét của mình là nó là một cái gì đó rất là ước lệ, nó chỉ là một cái gì đó rất là conventional. Nó rất là conventional. Chính từ chỗ này nè, người ta hiểu được như vậy mình mới bỏ năm dục được đó. Tức là mình nhớ cái gì mình thích, cái gì mình ghét nó rất là hư ảo, nó rất là conventional, nó tạm thời lắm, nó tương đối, nó ước lệ, nó chỉ là một cái gì đó lề thối lắm, conventional. Cho nên đó là mà cái người mà không có bỏ được dục đừng hòng chứng được thiền. Và cái chuyện gì cần phải làm á thì nên làm một cách tinh tấn. Vì sao? Thì bởi vì cái người xuất, trong đây mới giải thích thêm, đối với cái người xuất gia đó, đối với người xuất gia thì Sithilo hi paripacho fiyo a kia tia ra chăng, đối với cái người mà đã lìa bỏ gia đình mà đi xuất gia đó, thì cái đời sống lười biếng chỉ là thêm, nói theo ngôn ngữ của mình bây giờ, người xuất gia mà lười biếng chỉ là thêm rác cho cái trần gian này mà thôi. Trong khi cái bản dịch nhà Minh Châu là gì? Xuất gia nếu biếng nhác càng tung vải bụi trần. Đó, xuất gia nếu biếng nhác càng tung vải bụi trần. Cái câu đó tôi không thích, mà tôi thích cái bản dịch của tôi hơn. Đó là
Người xuất gia đó, trong mắt thiên hạ vốn đã là cái kẻ vô công rỗi nghề, thứ ăn bám chùm gửi ký sinh trùng nha, trong mắt người đời. Nhưng mà nếu mình là tinh tấn á, nếu mình có nội hàm, có nội dung đó, thì là một thứ ngọc quý. Ý phải nói cái người tu hành là cái người chịu trách nhiệm nhiệm một phần nào cái gọi là đời sống tâm linh của thế giới mình, phải nói như vậy. Nhưng mà nếu người xuất gia không có nội hàm, không có nội dung nha, thì người xuất gia như vậy đó, trong đây gọi là Sithilo. Sithilo, đúng ra đó, tôi cái chỗ chữ Sithilo là nó có biết bao nhiêu chuyện để nói, nhưng mà tôi cứ do dự với tôi nên nói. Trong đây Sithilo đây nó có nghĩa là lười biếng thôi, trễ nải. Chữ Sithilo này nó chữ nó hay lắm, chữ này là hay quá mà tôi cài cha. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Đây là lý do là sao tôi tiếc, tôi ngậm ngùi khi lớp học mình có dấu hiệu là mình sẽ bị bỏ nửa chừng. Bởi vì nó có những cái trong kinh, những cái chữ thôi mà gặp tri kỷ mà có thể nói nhau một đêm, chẳng hạn như chữ Sithilo này. Nhưng mà đây tôi lấy một nghĩa đó thôi, đó là cái người xuất gia mà lười biếng thì chỉ là thêm rác cho cái trần gian vốn dĩ đầy rác này. Bởi vì có một lần Đức Phật Ngài dạy thế này, này các tỳ kheo, trong các nghề ở trên đời này, nếu phải gọi là nghề nha, trong các nghề trên đời này đó, thì cái xuất gia, cái đời sống xuất gia, nếu cái nghề ăn xin đó, là cái nghề thấp kém nhất. Nghe nói trong tất cả các nghề đó, thì cái nghề ăn xin là nghề thấp kém nhất. Cũng vậy này các tỳ kheo, vị tỳ kheo khi đi ra đi giữa cuộc đời này phải có một cái kiểu sống như một người nô lệ, một con bò gãy sừng, một con cua gãy càng. Cái câu này rất là dễ hiểu lầm, nhưng mà tôi phải giải thích thêm chỗ này. Có nghĩa là vị tỳ kheo không có gì để kiêu mạn hết. Còn mình bây giờ càng tu lâu hả, là lên thượng tọa hòa thượng hả, rồi chùa miếu, rồi có Phật tử, có đệ tử, học trò, mình thấy mình quan trọng, mình càng tu mình càng thấy mình quan trọng. Xuất gia là bỏ nhà, thật là bỏ nhà nhỏ để tìm cái nhà lớn hơn. Chứ thật ra đó, thì trong kinh nói là vị tỳ kheo nên đi giữa cuộc đời này trong cái cách thế của một người nô lệ, của một người ăn mày, của một con bò gãy sừng, của một con cua gãy càng. Được nghĩa là sao? Là không còn gì để mà thấy mình quan trọng nữa. Chứ không phải nói như vậy có nghĩa là người tu là người coi như là tự khinh bỉ mình, rồi mặc cảm, tự ti, sống dưới đáy sọ, không phải. Mà cái câu kinh này phải được hiểu như vậy, có nghĩa là mình phải luôn luôn bị tu sĩ luôn luôn tự hiểu rằng mình không có gì để mà ngẩng đầu hết. Bởi vì mình đang bị bệnh, mình là người uống thuốc, mình đang là một tù nhân ở trong tam giới, thì mình cần được, mình cần vượt ngục. Mình đang là một tử tù, mình không biết sống nay chết mai. Với một cái người tu hành mà bằng cái tâm trạng của một tử tù, của một cái người bị giam nhốt, của một cái người, một bệnh nhân nan y, thì có cái gì để mà thấy mình là ngon lành, là số một? Chỗ đó. Vậy mà hễ mà mình không có sống bằng cái tâm trạng như vậy thì được gọi là Sithilo. Mà cái người như vậy chỉ là thêm rác về cuộc đời thôi. Phi vô á kí ra tìa ra chăng. Câu này rất là hay. Phi vô á kí ra tìa ra chăng. Chỉ là thêm, chứ phi vô là more and more. Phi vô. Bây giờ biết sao mà lấy cái câu đó xuống để trời. Ai lấy được cái câu đó thì cái câu trong bản chánh văn ấy. Khi vô á ký ra tia ra chăng là chỉ là thêm rác cho cái cuộc đời này mà thôi. Thêm rác cho cuộc đời này thôi. Rồi cái tiếp theo, cái câu tiếp theo nó hay vô cùng. Á ca tăng đúc ca tăng xê vô bạch cha tá bạch tế đúc ca tăng. Nghe nói rằng trong cái câu này kể là nói rằng có những cái chuyện trên đời này, thà đối với những chuyện bậy á, thì thà không làm còn hơn làm bậy. Cái câu này đó, ác cả tăng lúc còn tăng say vô, có những chuyện trên đời này đó, thà không làm thì tốt hơn. Rồi bởi vì sao? Vì không, tại vừa nói câu làm biến mà, vừa ở trên vừa nói câu làm biến, nhưng mà dưới vẫn còn thêm câu để giải thích rộng chữ làm biến này nghĩa là sao. Cái bài kệ này nó hay đấy, tại sao Đức Phật khen là bởi vì câu kệ này kỹ, nó hay lắm. Ở trên là đó là người xuất gia không nên lười biếng,
Bởi vì lười biếng chỉ là thêm rác cho cuộc đời vốn dĩ đầy rác này mà thôi. Đấy. Còn cái cái câu dưới đó là có những chuyện trên đời này là chuyện xấu thì không nên làm, mà đã là chuyện xấu đó thì không làm nó tốt hơn là làm. Vì sao? Là vì Pacha Tapati Dukkha Tăng, vì chuyện xấu đó, là cái chuyện mà mình đã làm là thế nào cũng để lại cái hối hận. Bởi vì các vị còn nhớ cái chữ hối hận từ định nghĩa nó có hai, các vị còn nhớ không? Một là hối hận tại sao mình làm chuyện đó, và hối hận là tại sao mình không làm chuyện đó. Don't and don't. Tại sao mình làm chuyện đó và tại sao mình không làm chuyện đó. Hối hận được có hai. Và ở đây Ngài nói rằng là thà khoanh tay không làm gì còn hơn làm bậy. Cũng giống như trong Tăng Chi Bộ Kinh có một câu thế này: thà nằm ngủ còn hơn thức mà nghĩ chuyện bất thiện. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có câu đó nha. Trong Kinh Tăng Chi Bộ Kinh nói là thà mù mà hơn là dùng con mắt của mình để nhìn cái gì đó mà sanh phiền não. Thà điếc còn hơn là dùng lỗ tai của mình để nghe cái gì đó rồi sanh phiền não. Đó. Nhưng mà đây là một cách nói thôi. Đây là một cách nói thôi. Chứ đừng có nghe như vậy rồi về mà chọn cho nó điếc, chọn cho nó đuôi thì cái đó là sai nha. Người ta chỉ nói ví dụ thôi. Ví dụ như mà ba má mà thấy mình hư quá, ba má mới nói: đó tao biết tao đẻ cái tiếng dịch còn hay hơn tao đẻ mày nữa. Đó là một cách nói thôi. Có nghĩa là một đứa con mà hư, một đứa con mà vô dụng thì nó còn tệ hơn ở tiếng dịch nữa. Nhưng mà đó là một cách nói thôi nha. Thì trong tiên Tăng Di Bộ Kinh Đức Phật Ngài dạy là thà là cái cặp mắt mà nó bị mù á, nó còn tốt hơn. Tốt hơn là dùng con mắt của mình để mà khởi cái phiền não. Thà lỗ tai mình nó biết còn tốt hơn là dùng lỗ tai để mà sanh cái phiền não. Còn thậm chí đó, trong kinh còn có những cái, có những câu còn động trời hơn nữa, là thà là nhảy vào cái hố than còn tốt hơn là ôm ấp một mỹ nhân. Đó là trong Tăng Duy Bộ Kinh. Thà là nhảy vào cái hố than mà nó đang cháy, nó còn tốt hơn là ôm ấp mỹ nhân. Là vì sao? Là vì cái hố than đó mình nhảy vào mình chỉ chết với một đời thôi. Còn ôm ấp một mỹ nhân ấy, thì nó sẽ để lại một cái quả khổ rất là nhiều đời. Thứ nhất là cái nhảy vào hố than nó chỉ là tâm sân. Cái ôm một mỹ nhân là tâm tham, mà cái tầm lưng này nó được dựng lên bởi cái tâm tham. Và cái thứ hai nó vì mỹ nhân mà ta biết sẽ làm biết bao nhiêu là cái nghiệp ác, trong khi nó vì cái hố than người ta làm được bao nhiêu nghiệp ác đây. Cái hố than nó chỉ làm cho mình bỏ trốn bỏ chạy thôi, lánh xa nó càng nhanh càng tốt. Nhưng mà riêng cái mỹ, một mỹ nữ, nữ một giai nhân ấy, thì vì họ mình có thể chuyện gì mình cũng làm hết. Cho nên ở đây ta chỉ là một cách nói thôi. Chứ nếu mà hôm nay trong nhà tôi mình xuất hiện một mỹ nhân thì vẫn tốt hơn là một lò than. Trừ phi là cái lò than có mấy trái bắp nướng. Mà nói vậy thì mỹ nhân chỉ là số một. Cho nên đây là cách nói thôi. Cả đời có thà không làm gì còn hơn làm bậy. Vì sao? Vì bách thà tất cả tiết đức cả tăng. Bởi vì làm bậy rồi đó thì trước sau thì cũng có lúc hối hận. Rồi cách tăng giác xuất của tăng xây vô. Còn đối với những chuyện mình nên làm thì cần phải thực hiện. Vì sao? Là vì việc lành sau khi làm rồi không để lại, không để lại tiếc nuối. Chỉ có việc thiện thì không làm mới để lại tiếc nuối. Nhớ nha, việc thiện là cái việc mà không làm sẽ để lại tiếc nuối. Còn việc ác là cái việc mà trót làm thì sẽ để lại tiếc nuối. Đó. Rồi bên đây mới nói thêm cái này: cú sô gia tha đúc cái hiệp tổ hắc tới đi và nó canh vật trí. Giống như là một cái người mà đưa tay nắm lấy một cái lá cỏ bén, mà nếu không khéo sẽ bị đứt tay như thế nào, thì samanyan dupparamatthang niraya yupakatthati. Một cái người xuất gia mà không khéo giữ cái y bát của mình á, cái ý gì đó, không có khéo giữ cái y bát mình, có nghĩa là mình lạm dụng cái hình thức á,
thì nó sẽ giống như là một cái người mà vụng về khi mà nắm cái, để biết quý vị, nó khổ cho người thành thị, mấy vị thành thị bị biết cái một số cỏ mà cái lá nó rất là bén, nếu mà nắm được cái chiều đúng chiều thì không sao, mà nắm mà sai cái chiều sẽ cứa mình đứt tay. Như thế nào thì đây cũng vậy, với một cái người xuất gia đó mà không có khéo với cái hình thức của mình ấy, không có khéo với đời sống phạm hạnh hạnh của mình ấy, thì cũng giống như cái người mình nó một cách hình ảnh cụ thể là giữ y bát trong tay mà sống phi phẩm hạnh, thì giống như một cái người mà họ cầm cái lá cỏ mà không đúng chiều sẽ bị cắt. Và ở trong một cái bài kinh kinh xà dụ hay là kinh ví dụ con rắn đó, à là gấp tu tâm ma xuất trung bộ. À, ví dụ con rắn à, thì ở trong cái trung bộ kinh á, trong trung bộ kinh á, tôi không nhớ là bài này số mấy nha, nhưng mà chỉ nhớ cái tựa kinh trong trung bộ dễ kiếm, mà lấy cái ngón tay rà cái rẹt là ra, rà cái một lục, thì ở trong đó ngài dạy rằng giống như một cái người bắt rắn mà vụng về đó thì sẽ bị rắn mà cắn, thì một cái người học đạo mà vụng về đó thì chỉ có hại chứ không có lợi. Học đạo mà chỉ để lấy cái đó làm cái cơ hội để mà sanh tà kiến thì cái người đó là chỉ có hại chứ không có lợi nha. Học cái kiểu đó ở đây cũng vậy, đời sống xuất gia đó là cái con đường ngắn nhất để mà tu tập, bởi vì đời sống cư sĩ rất là khó ha. Nhưng mà đời sống xuất gia nó giống như là đi bằng máy bay vậy đó, đời sống cư sĩ thì nó giống như mình đi bằng bằng bằng, bằng đi bộ hoặc đi xe đạp ở dưới mặt đất vậy đó. Đi bộ đi xe đạp đó thì tuy nó chậm thiệt, nó cù lần, nó nhà quê thiệt, nhưng mà nếu mà có tai nạn gì thì nó cũng khó chết. Còn cái đi máy bay này nó nhanh thiệt, nó sang thiệt, nó bảnh thiệt, nó sướng thiệt, nhưng mà nó trục trặc một cái gì đó thì nó là ngàn năm máy bay luôn, ngàn thu gấu tím nha. Tức là máy bay mà chỉ cần mình nó rời khỏi đường băng một chút, nó chỉ nó lên rời khỏi mặt đất là tôi thấy đời mình xong rồi đó, coi như mình đã giao phó cho Chúa Trời rồi nha. Thì cái đời tu cái y đời xuất gia đi chay như vậy, nó giống như là người đi máy bay nó nhanh hơn à, bởi vì họ có điều kiện nhiều hơn, chứ không phải là tôi không phải là đắp y rồi là thành cứu nội, người ta không phải. Nhưng mà đại khái là cái đời sống xuất gia nó cho mình nhiều cái cơ hội lắm, trước mắt làm được về cái bối cảnh sống rồi điều kiện tâm lý nha, bối cảnh sống rồi điều kiện tâm lý rồi cái điều kiện tu học, ba cái này, điều kiện tâm lý này, tức là cái lá y đắp người nó là một sự nhắc nhở hay lắm quý vị, hay lắm. Và nếu mà có điều kiện mỗi sáng, mà tôi phải nói rõ là có điều kiện nha, chứ ở Âu Mỹ thì làm sao làm được, mà cái một cái cảm giác mỗi sáng mà ôm mình bác mà đi trên làng, người không xuất gia không biết cái đó nó hay cỡ nào. Bởi vì khi mà mình đã đi chân không mà ôm mình bác thì tất cả những cái tôi của mình là coi như là phải ly liễn đất rồi, bởi vì cái đó nó kỳ lắm, mình không có quen, không có làm cái đó được nha. Mình coi như đi chân không nha, rồi mình bác mình, mà quý vị biết tôi xuất thân nghèo hèn, nhưng mà còn cái mà tôi kỳ đó là cái gì nó ướt, tôi dẫm lên tôi gót, tôi tưởng tượng cái cảnh mà mình đi trên đường mà mình đạp nhầm cái gì mà nó nhớt lầy, nó lạnh ngắt, nó ướt nhẹp là mình thấy rùng mình rồi nha. Vậy đó, mà cái người đi bác mà nhìn mấy xi miếng điện đi bác. Nhưng ngày hôm qua tôi lên Facebook tôi gặp tôi ai tôi quên rồi, họ post sau đó mấy cái hình mà mình chưa tăng miếng điện mà đi bác mấy xi nhỏ 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 đi bác trời mưa, tôi nhớ lại hết, tôi nhớ lại hết cái thế nào là những cơn mưa ở Việt Nam, những cơn mưa ở phê cả nào xui cho mình đó là cái dân châu Á đó là đường đất nó nhiều hơn là đường nhựa, mà nó xui chỗ nó là người mình khoái liệng rác, nên không có gì mà nó đã cho bằng là những chai này kẽm gai mà nó nằm ở dưới đất, rồi mình đi trên không mà nó đường nó trợt á, nó cứa ngang thì nó ngọt xớt vậy phê lắm. Cho nên cái đời sống xuất gia là vậy đó, nó cực khổ như vậy đó. Và nếu mà gọi là sa ma nhân đức para mắt thăng, nếu mà không khéo đó thì chỉ có ni ra già du và cách thật thì dẫn về địa ngục. Ni ra già là địa ngục,
Cho nên ở đây nè, ngài mới xác định, viên tử xác định thêm văn kinh chứ chứ thi lăng trầm mắng sanh cái đích thanh chứ văn hoa tăng. Cái đời nói như vậy có nghĩa là cái đời sống, cái đời sống mà dễ dễ vui, đời sống mà lười biếng, cái đời sống mà bị sanh lít tham, đời sống mà bị phiền não chi phối thì sao? Rồi sanh cách sát, sanh cách sa răng brahmacharya, một cái đời brahmacharya là một đời sống phạm hạnh, một đời sống phạm hạnh mà không có dứt khoát. Sanh cách sa răng có nghĩa là sanh trong chú giải để là sanh ca giá, sanh ca giá sa răng, sanh cách sa răng, sanh cách sa răng ở đây có nghĩa là sanh ca giá sa răng. Có nghĩa là sống trong một cái đời sống phạm hạnh, một cái đời sống tu hành và lười biếng, nhiều phiền não và sân khát sa răng, có nghĩa là thiếu niềm tin, do dự, thì nát tăng hô thì bác phá lăng không có dẫn đến là một cái lễ gì hết, không có dẫn đến một lễ gì hết. Đó, cái bài kinh này đã kết thúc như vậy đó. Bây giờ tôi đọc từ trên xuống nha, đọc nguyên, đọc cái bản dịch mới, bản dịch cho cái lớp học này thôi. Người tu hành là phải tinh tấn cắt đứt cái dòng chảy của tham ái. Một người không có ly dục thì đừng hòng mà chứng đạt được thiền định. Và đối với cái chuyện gì nên làm thì phải được thực hiện bằng tất cả sự tinh tấn mà mình có được. Đời sống mà xuất gia, đời sống xuất gia đó mà lười biếng thì chỉ là thêm rác cho cái trần gian này thôi. Và đối với chuyện xấu á, thì thà là không làm còn hơn là làm, bởi vì làm chuyện xấu nó chỉ, trong đời này có những chuyện không làm tốt hơn là làm. Vì sao? Vì nếu, bởi vì những cái chuyện xấu mà làm nó chỉ là thêm cái niềm tiếc nuối cho mình sau này mà thôi. Còn bên cạnh đó, trên đời này có những chuyện làm tốt hơn không làm, và có những gì trên đời này không làm tốt hơn làm, là bởi vì việc ác thì sau khi làm sẽ để lại cái niềm tiếc nuối. Cái câu này để tôi dịch cho nó gọn rồi. Trên đời không, ai ai viết giùm tôi đi, ai viết giùm tôi đi. Trên đời có chuyện, trên này có, trên đời này có cái chuyện không làm tốt hơn làm. Trên đời này có chuyện không làm tốt hơn làm, và có những chuyện trên đời này làm tốt hơn không làm. Vì sao? Là vì việc ác, việc xấu làm rồi sẽ để lại tiếc nuối. Vì sao ta làm? Còn việc thiện mà nếu ta không làm sẽ để lại tiếc nuối, là vì sao ta đã không làm. Không biết các vị có nghe kịp không? À, trên đời này có những cái chuyện không làm tốt hơn làm, rồi có những cái chuyện làm tốt hơn không làm. Có nghĩa là việc thiện thì là nếu mình không làm ấy thì nó sẽ để lại tiếc nuối, là tại sao mình đã không thực hiện. Còn việc ác mà nếu mình thực hiện thì để lại cái tiếc nuối, đó là tại sao mình đã thực hiện. Đời sống xuất gia nếu mà bất cẩn thì nó giống như là một cái người nắm cái lá cỏ gai sẽ bị cưa đứt tay. Và một cái đời sống xuất gia mà không có, một đời sống xuất gia trễ nải lười biếng, nhiều phiền não, thiếu niềm tin, thì một đời sống xuất gia như vậy chỉ có vô ích, chỉ có là mất thời gian mà thôi. Thì vị thiên tử này sau khi đọc cái bài kệ tâm đắc của mình, đọc lên cái sở chứng của mình cho Thế Tôn nghe, đã đảnh lễ ngài và biến mất, trở về với cái cảnh trời của mình. Thì lúc đó Đức Phật ngày gọi, buổi sáng hôm sau ngày gọi Chư Tăng, ngày nói rằng đêm nay có một cái vị thiên tử xuống đã gặp Như Lai và đã đọc cái bài kệ đó. Này các tỳ kheo, hãy học thuộc lòng cái bài kệ này, cái bài kệ mà ta gọi là Ta Giá Na Gà Tha này nè.
Bài kể này Atta-Sanghita rất là hữu ích, và Adipramacharika là bài kể này nè, là nền tảng của cuộc tu, là nền tảng của đời sống phạm hạnh. Với một người mà không có giỏi giáo lý, không có nhớ được nhiều ha, mà đi tu mà quả thật mà nếu mà nhớ thuộc lòng cái câu kệ này thì tôi cho rằng cũng có thể tu được đúng như là Đức Phật dạy. Chẳng hạn như câu đầu tiên, người tu hành là cắt đứt cái dòng chảy của những tham ái. Cái câu này rất là hay. Tham ái nó có nhiều cách. Một là ngoài đời mình thương vợ, thương con, thương nhà, thương cửa, thương xe, thương cổ. Rồi khi mình chán mình bỏ đi tu thì mình lại thương cái khác. Mình thương chùa, thương miễu, thương học trò, thương đệ tử, thương những quan hệ này nọ, thương những chức vụ. Nhưng mà nếu mình bỏ được cái đó nữa, mình chỉ chuyên tâm thiền định thôi, thì lúc rồi mình lại thương cái khác. Mình thương cái đức hạnh của mình thích cái thiền định của mình. Nhưng mà nếu mình tu thêm bước nữa, mình thấy rằng cái đức hạnh, cái giới hạnh của mình, cái thiền định của mình nó chỉ là những viên thuốc để chữa bệnh thôi nha. Chứ nó không phải là cái để mình quên quan tự đắc, tự hào, tự mãn, tự cao, tự đại. Đó, nếu mình từng bước nhớ như vậy, cái là từ bước, để có những người bỏ danh lợi được nhưng mà không có bỏ được cái niềm đam mê trong cái đức hạnh của mình. Tự nhiên thấy mình trong sạch, tự nhiên thấy mình thiền định đã quá, thấy không ai bằng mình hết. Thì cái đó cũng là một cái bậy nha, cái đó cũng là cái bậy. Có nghĩa là không thích danh, không thích lợi, không thích tước quyền, không thích học trò, không thích đệ tử. Đúng, đó là hay đó. Nhưng mà mình lại coi cái đức hạnh của mình, coi cái trí tuệ của mình, coi cái kiến thức Phật Pháp của mình là số 1, coi cái thiền định của mình là số 1, coi cái giới hạnh của mình là số 1. Thì như vậy mình lại mắc vào một cái cạm bẫy mới. Mọi người tu hành là bỏ hết, cắt hết. Tôi nhắc lại một lần nữa, bao nhiêu cái chuyện mình tu học nó chỉ là chuyện uống thuốc của một cái người bị bệnh thôi. Cái đó là phải nói rốt ráo là như vậy. Cho nên danh lợi không đáng để mình tự đắc, những vật chất mà mình sở hữu không đáng mình tự đắc, đúng. Nhưng mà ngay cả những cái giá trị tinh thần mà mình có, giới luật, thiền định, kiến thức, thì những cái đó cũng không phải là những thứ để mà mình phải tự đắc tự mãn nữa. Bởi vì ở đời này cái gì cũng đến được, đi được. Cái gì nó có được, nó sẽ mất được. Và tất cả chỉ là phương tiện để mình qua sông mà thôi. Không có gì nó ngu cho bằng đi qua sông rồi mà còn tiếc cái bè. Đó là một trong những cái chuyện mà trong kinh đã nói nha. Ok, xin gặp lại nhau vào ngày thứ ba. Hello, dạ không biết quý anh chị có nghe không nhỉ? Hello, dạ, phải đóng cửa lại. Không biết có. Cảm ơn giọt mưa cuối mùa ha, với lại người bên đường, mấy anh chị này. Không biết có Bất Tri Mai với lại Tamuni Mika gì có không? Ok. Ok. Bây giờ phong nha. Trước hết đó là cách mở room. Ok. Bây giờ không ạ. Bây giờ tôi sẽ bây giờ kêu xin tên ha nhỉ, tại không biết hai người là nam hết không. Bây giờ không ok dạ yeah. Bây giờ không ảo không, sẽ email cái sẽ private message cái code cho hai vị nha. Ok, để chỉ từng bước hết nha. Bây giờ tới Bất Tri Mai không. Ok, Bất Tri Mai nhận được chưa nha? Không, tại đôi khi dạ, đôi khi đang lái xe giữa đường nhau phải chạy hết tốc lực về nhà nha. Tại hiện tại đôi khi có hai người. Ok. Bây giờ quý vị hai người đó add cái nick này vô. Việc thê ra và đa. Ok, Bất Tri Mai với lại Damo Mika biết add cái nick này vô, biết tìm không? Cộng cái nickname nó vô.
tìm trên PowerTalk nha. Vô cái window đầu tiên á, cái window đầu tiên á thì mình cái lúc mà mình mới vô thì nó có ra cái window đầu tiên không, mà cái hình chữ nhật dài dài á mà nó có tên của bạn bè á, thì mình add new vô. Bên phải nó có chữ add new, thấy không? Không biết ở bên Việt Nam nó xài tiếng Việt hay mới xài, họ xài tiếng Việt. Thì mình add, mình cộng một cái bạn mới vô, cộng bạn mới. Tại vì bên của Dương Tiêu, bên của Không Áo dạy bằng nó bằng tiếng Anh cho nên không biết bên đó bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh nữa. Okay, bây giờ